Thường thường quý vị thấy không, mình mà có bệnh nghe, có nạn có gì là mình đến chùa mình cầu nguyện, mình tha thiết, mình van xin, mình nhìn Phật một cách đắm đuối và tha thiết. Nhưng mà mình bình thường mình không có chuyện gì vô chùa xá xá đại khái vậy đó. Còn mà hễ mà khi nào mình có bệnh rồi nghe kinh gì mình cũng xin về tụng hết đó. Đó không? Còn bình thường mình không có bệnh, không có nạn gì hết đó. Xin nhưng mà về cất tủ. Nhưng mà hễ mà nghe kinh nào mà giới thiệu kinh đó mà trị hết bệnh, tụng kinh tiêu tai nạn là mình nhất định phải tìm tới để mình tụng. Cũng giống như mình không có bệnh, mình đâu có nghe người ta nói thuốc rồi kệ. Nhưng mà hễ mình hơi hơi giống giống cái bệnh của mình là hỏi thuốc đó ở đâu, mua ở đâu, nhất định phải tìm cho được. Thì nhớ là khi mình làm việc gì chứ ai đó, mình nguyện, mình tu hay làm bất cứ việc gì, mình nhớ là mình phải an trụ trong chủng tánh Bồ Tát. Thứ nhất là chủng tánh của Bồ Tát. Bồ Tát là không có vậy. Cho nên mình đến với các ngài xá sơ sơ, các ngài cũng nói good. Cho nên Phật bắt ấn vậy nè. Không, rồi bây giờ mình tới mình lại Phật thiệt là tha thiết, Phật cũng nói good. Phật lúc nào cũng ngồi dày good với mình hết đó. Còn mình lâu lâu mình tới, bữa nào mình tha thiết làm Phật biết rồi đó, nó sắp có chuyện tới. Phật chuẩn bị, Phật nghe rồi đó. Không, còn mình xá sơ sơ là Phật cũng biết rồi đó, bữa nay vui rồi. Thí dụ vậy. Cho nên mà thường thường đại chúng để ý coi, mình là luôn luôn trả giá với Phật. Bình thường á, không có chuyện gì là giữ bình thường vậy. Mà hễ có chuyện cái Phật phù hộ cho con qua hết tai nạn này, con ăn chay 3 tháng, con in kinh cúng dường, con làm gì đó, thường thường mình phải có chuyện mới trả giá. Thường thường để ý cái đó. Thật sự không hề tội lỗi và không có gì sai. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta được cái quyền, chúng ta quán chiếu lại, chúng ta thấy mình đối với con đường tu của mình và mình đối với các bậc ở trên. Thường thường mà mình mà vui vẻ thoải mái, ít khi nào mình hứa hẹn nguyện làm thiện làm lành vậy. Phải có chuyện. Bình thường trích ra cúng vừa vừa thôi, chứ bể khi nào có nạn chút cúng khá khá một chút. Nhất là ăn chay rồi 3 tháng 5, thậm chí bình thường ai mà lỡ hớt tóc hớt phạm chút thôi mình cự nữ liền á, mà khi có chuyện cái nguyện cạo nguyên cái đầu. Miễn sao hết chuyện thôi. Thí dụ vậy. Cho nên mình nhớ là mình muốn làm cho đến nơi đến chốn mà không an trụ trong cái tâm cái chủng đó đó, mình sẽ bị thối lui ngay. Vì sao? Không an trụ, trụ là mình phải vững. Cho nên chúng ta gọi là thầy trụ trì. Chữ trụ là gì? Trụ là ở cho yên, chứ không có trú. Không có chữ trú trì, phải là trụ trì. Mình kêu không, mình gọi là thầy trú trì. Phải gọi đúng chữ là thầy trụ trì. Vì thầy trì là giữ, trụ là ở yên. Thầy phải ở yên ở đó, thầy mới giữ được cái chỗ đó. Còn trú là gì? Tạm. Giống như mình tới mình xin giấy tạm trú vậy đó. Chứ không gọi trú trì, trụ trì. Mình tu á là mình phải trụ ở trong cái chủng tánh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cái người mà luôn luôn giữ cái tâm thương chúng sanh. Chứ không phải là cái mình là cũng Bồ Tát nhưng mà ai không được là tát nó đi luôn. Không có kiêng nể, đẩy đi cho xa cho sạch. Thứ nhất là phải muốn được cái bộ ba la mật là phải an trụ chủng tánh Bồ Tát ha. Thứ hai là gì? Phải y chỉ tối thắng. Hồi nãy là an trụ tối thắng rồi, bây giờ thứ hai là y chỉ tối thắng. Y chỉ là gì? Là phải nương tựa vào cái tâm Bồ Đề. Mình muốn làm việc gì mà mình không có nương tựa tâm Bồ Đề đó, mình sẽ không có làm trọn đâu. Tại vì đa phần là mình nương tựa vào cái hình tướng đối đãi của người khác. Thậm chí ví dụ nha, mình muốn bố thí nhưng mà mình không có bao giờ mình trụ trong tâm Bồ Đề hết á. Tâm Bồ Đề là gì? Là tâm giác ngộ, tâm hiểu biết, tâm thương yêu, tâm sáng suốt. Mà mình nương tựa vào cái tình bạn bè với mình với ai. Chị giúp cô đó hả? Rồi tôi theo chị tôi giúp. Mai chịu chị kia chỉ giận chứ gọi lại mình chứ nói tôi báo chị biết nha, tôi không có giúp cái người đó nữa. Cô đó xài không được, anh nọ ưa không được. Rồi chị muốn giúp chị, thôi chị nghĩ tôi cũng nghĩ chứ mắc chi tôi giúp. Tức là mình không thấy rõ cái vấn đề mà mình nương tựa vào cái hình tướng. Một là do cái người đó đối đãi sao để mình coi được mình mới giúp.
mà họ mà lạng quạng cái là mình không giúp. Cho nên mình không có nương tựa được cái tâm đó. Mình tu cũng vậy. Nếu mà cái người mà tu mà có nương tựa vào tâm Bồ Đề mà tu đó, là tu cũng lui sụp. Đa phần là mình tu theo tình cảm không à. Cho nên Phật tử nó cũng có một dạng gọi kêu là tình cảm Phật tử đó. Tình cảm Phật tử là sao? Có tình cảm với ai mới đi chùa, có cảm mến với ai đó mình mới đi. Ví dụ như một ví dụ mình tới chùa đó, mình thấy thầy trụ trì dễ thương, nhẹ nhàng, hiền lành thì mình tới. Cho nên mình rồi cái bữa nào mà thầy không được hay là mình lui, hay là nói chung là tất cả cái nương tựa của mình nó không có vững. Cho nên vì vậy mà không tới, mình không có tới nơi tới chốn được chuyện gì hết đó. Cho vì muốn làm việc tới nơi tới chốn là phải an trụ trong cái gì, cái gọi là tối thắng, gọi là y chỉ. Chữ y chỉ là nương tựa. Ví dụ như bây giờ á, quý vị có một thầy bổn sư quy y ở Việt Nam rồi, nhưng bây giờ mình xa thầy bổn sư mình quá. Ở địa phương đây có một vị thầy thường xuyên nhắc nhở chỉ dẫn cho mình, cái mình xin y chỉ với vị thầy đó. Y chỉ là gì? Là nương tựa. Mình nương tựa để thầy đó hướng dẫn cho mình. Thì bây giờ cũng vậy, mình tu hành là mình phải y chỉ tối thắng, là mình phải nương tựa vào một cái pháp tối thắng. Mà pháp tối thắng đó là gì? Đó là Bồ Đề Tâm. Ai tu mà không có Bồ Đề Tâm tu không được. Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Tâm giác ngộ gọi là tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề này có ba bậc. Một là phải trực tâm nha, tâm phải ngay thẳng, phải ngay thẳng, gọi là trực tâm, không có nịnh hót, không có bỡ đỡ, phải có trực tâm tu mới được. Thứ hai là gì? Thâm tâm. Thâm tâm là sao? Đối với chánh pháp mình phải tin tưởng sâu sắc, cái điều đó nó chân chánh thì mình phải tin vào đó để mình giữ vững mình. Bất cứ ai nói nghiêng nói ngửa nói gì mình không thay đổi. Có một ví dụ, ngồi thiền giúp cho mình tĩnh lặng thân tâm, tuệ giác trí tuệ mình sanh. Ai có nói với mình là ngồi thiền khùng, mình cũng không thay đổi. Tại vì sở dĩ khùng là tại người ta ngồi mà người ta cầu kỳ cái chuyện khác. Người ta ngồi mà người ta cầu được lên thiên đường, lên Tây Phương nói chuyện với Phật, hay là người ta ngồi để người ta xuất hồn, người ta ngồi để người ta có thần thông. Còn mình ngồi để tĩnh tâm. Mình ngồi thiền để tĩnh tâm, bởi vì cái tâm mình nó lăng xăng cho nên cần ngồi thiền để cho nó tĩnh. Đó, phải tin cái đó rồi thì ai nói gì cũng không có thay đổi. Cái đó là gì? Thâm tâm. Trực tâm là tâm ngay thẳng. Thâm tâm là tâm tin tưởng vào chánh pháp. Cái thứ ba là gì? Đại bi tâm. Đại bi tâm là tâm thương xót chúng sanh. Cái người mà họ khó ưa chừng nào mình phải thương họ dữ dội lắm. Tại vì họ khó ưa bởi ít ai ưa. Mà nếu mình bỏ họ nữa thì chả ai ưa. Đã ít rồi giờ chẳng nữa. Không, thôi bây giờ thương họ. Tại vì họ là những chúng sanh khổ đau mình cần giúp. Bác sĩ mà cứ đi tìm bệnh nhân không có bệnh trị, không biết gì trị. Không có ai mở phòng mạch mà nói ở đây chỉ chữa những người khỏe mạnh, những người bệnh hoạn xin đi nơi khác không? Không có. Ông bác sĩ nào cũng quảng cáo dữ lắm, chữa được đủ các loại bệnh thì người ta nghe bệnh nó mới chạy tới. Thì bây giờ mình là Bồ Tát cũng vậy, còn đi tìm những chúng sanh dễ thương để mà chơi không? Không đó. Mình phải, không phải như vậy rồi mình bỏ những chúng sanh dễ thương. Không phải. Chúng sanh nào dễ thương mình thương đành rồi, nhưng mà chúng sanh nào không dễ thương mình cũng vẫn thương. Như vậy mới là đại bi, mới gọi là thâm tâm, là trực tâm. Không có bỏ ai, không nịnh ai. Trực tâm là phải có, thâm tâm phải có, đại bi tâm phải có. Mà có ba tâm đó thì gọi là Bồ Đề tâm. Cho nên người phải có y chỉ tâm. Y chỉ tối thắng là phải nương tựa tâm Bồ Đề. Rồi cái thứ ba là gì? Gọi là ý quả tối thắng. Ý quả tối thắng là sao? Thương xót các loài hữu tình. Có nhiều khi mình nói trời ơi, tôi sợ cái ông đó lắm, cái bà đó lắm, vui buồn bất thường muốn chết. Họ vui buồn bất thường thì họ mới gọi là hữu tình. Hữu là gì?
Hữu là gì? Hữu là có. Tình là gì? Tình là tình cảm. Họ có tình cảm cho nên lát họ ghét, lát họ thương, lát họ vui, họ lát buồn. Chỉ có cái điều là họ chưa vững thôi, chứ họ chưa phải là những chúng sanh không còn biết gì nữa hết. Cho nên mình cũng có hữu tình này, cho nên mình mới giận họ đó. Họ thấy mà họ, mình thấy họ nóng lạnh, mình cũng nóng lạnh theo đó. Mình nói cái bà đó nóng lạnh muốn chết, bữa tôi bực. Mình còn bực chúng sanh nóng lạnh, nghĩa là mình cũng chồi lên hụp xuống giống họ rồi đó. Có nhiều khi mình, thí dụ như mình nói, có nhiều khi mình nói trời ơi tôi thấy cái người đó khùng muốn chết luôn. Có bữa thì vui vẻ, có bữa thì bực bội, cái diện mạo khó chịu. Mà bởi tôi thấy nó vậy, cái bữa nào nó không chào tôi ghét, tôi đâu có chào lại. Vậy là mình cũng giống họ rồi. Họ không chào mình, cái mình không chào lại. Chứ có gì đâu phải khoe. Chứ nếu mà phải nói trời ơi nó có chào tôi đâu, vậy mà tôi vẫn phải chào nó. Chào để làm gì? Để hóa độ cho họ. Cho nên quý vị nhớ, mình bỏ Phật chứ Phật không có bỏ mình. Có bao giờ mà Phật tuyên bố một câu là chúng sanh can cường quá, thôi đừng độ họ không? Không. Chúng sanh can cường thì Bồ Tát Địa Tạng mới ở với địa ngục mãi, chưa có lên được trên này. Thấy không? Rồi chúng sanh còn khổ cho nên Quan Âm Bồ Tát vẫn còn phải sao? Lặn lội, cực nhọc vì mình. Cho nên mình phải thấy được cái chỗ đó là thương xót loài hữu tình là ý quả tối thắng. Nếu mình không có được cái ý quả tối thắng thì mình đi cũng không tới. Thí dụ mình chăm sóc một người bệnh đó, mình hứa mình chăm sóc họ, thì thưa đại chúng, cái người bệnh họ có dễ chịu không? Không. Có nhiều khi lúc họ mệt nhọc họ có thể bực bội, hoặc là họ bị thuốc hành, họ uống thuốc vô họ bị side effect, họ bị có những cái trạng thái khó chịu, mình phải thương. Mình giúp, mình nuôi một người bệnh mà không hiểu người bệnh thì cái việc làm của mình khó mà trọn vẹn được. Tại vì mình có thể bỏ họ nữa chừng. Còn nếu lòng mình lúc nào cũng hiểu đây là một người bệnh thì chúng ta sẽ sava, nghĩa lúc nào cũng thông cảm. Lúc nào mình nói theo tiếng nửa Việt mà nửa người Tiều là xứng sái. Thôi cái gì cũng xứng sái đi. Xứng sái là gì? Du di dễ chịu đi. Bởi vì mình biết họ là bệnh. Cho nên bây giờ một trong những cách mình tập là nhìn chúng sanh, mỗi người ai cũng có bệnh. Mà quý vị có đồng ý là mỗi người đều có bệnh không? Bệnh thân thì cũng có, mà bệnh tâm thì tràn lan. Nhiều khi còn trẻ thân bệnh thì không có, mà tâm bệnh thì ghê gớm. Mà nhất là cái thời buổi bây giờ, chúng sanh tâm bệnh còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Vì có nhiều khi cái nhu cầu của chúng sanh lớn quá. Cái nhu cầu là gì? Cái tham cầu lớn quá, rồi không đủ thì họ bực. Không đủ thì họ bực. Ví dụ như giờ có nhiều người họ muốn ở nhà cao cửa rộng mà không được, để bằng với người ta họ cũng khó chịu bực bội. Họ muốn hơn này, muốn hơn kia, họ thấy người này có, họ không có, họ buồn. Cho nên chúng sanh bây giờ thời buổi này cái tâm bệnh nó cũng lớn lắm. Cho nên mình phải có cái tâm thương loài hữu tình. Nếu mình có được cái tâm đó thì mình làm việc gì cũng trọn vẹn, thì lúc đó mới gọi là ba la mật. Thưa đại Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng nha, kinh nói rằng chúng ta cần phải có 7 cái tối thắng này để thực hiện cái chữ ba la mật của mình cho nó trọn. Một là mình phải có an trụ tối thắng, y chỉ tối thắng và ý quả tối thắng. Ý quả tối thắng là thương xót chúng sanh. Có cái tâm đó thì không có bỏ họ nữa chừng. Rồi có cái tâm Bồ Tát thì không có lui sụp nữa chừng. Tới nơi tới chỗ này. Chúng sanh mỗi người mỗi kiểu. Mai họ, hôm nay họ nói mình vậy chứ mai họ nói khác rồi đó. Mai họ đối với mình kiểu này là mốt họ nói khác rồi đó. Trong khi họ đang nhờ mình đó, là họ được dữ lắm nha. Xong việc rồi là coi không được. Nhưng mà không có sao. Mình cứ nghĩ vậy nè. Mình cứ nghĩ vậy.
Có nhiều khi á, sáng ra trước khi đi làm á, mình đánh phấn tha son, mình làm diện mạo coi được lắm, nhưng mà tối ngủ về không ai để mặc dậy ngủ hết trơn, phải rửa. Rửa rồi không có trét gì nữa hết. Trời ơi, nhiều khi nhìn khác trời vực với hồi sáng. Phải không? Rồi thì thôi, giờ mình có hình ảnh để quán chiếu chưa? À, tự mình nhìn mình cũng thấy mình lạ hơn hồi sáng à. Tại vì mình làm cái diện mạo lên, nhìn nó đỏ, nó đẹp, nó hồng. Chỗ nào đen ra đen, chỗ nào đỏ ra đỏ, chỗ nào xanh ra xanh, chỗ nào hồng ra hồng, cho nên nhìn đẹp. Đẹp là đẹp theo cái chúng sanh mình nhìn đó. Nhưng mà hễ mà mình rửa cái mặt mình đi rồi thì mình trở về nguyên trạng thái của mình là gì? Trắng dờ, trắng dạch. Cái mình mới nói đó, hồi sáng mình khác, tối mình khác. Bản thân mình nè, cái diện mạo mình cũng khác rồi. Xin lỗi, nhiều khi mình đi ra đường, mình mặc bộ đồ thật là đẹp, nhưng mà khi về tới nhà rồi thì mình thay một chiếc áo rất bình thường. Mà chiếc áo bình thường đó, mình mới mặc cả một đêm ở nhà. Còn cái chiếc áo đẹp đó, mình chỉ mặc bề ngoài đi chợ, đi chơi, đi làm thôi. Cũng như thế, cuộc đời này nó cũng vậy. Cái mà nó cũ cũ mà nó bình thường đó mới chính là các mình. Còn những cái hiện tượng đặc biệt đó, nó ở chỉ xuất hiện những trường hợp đặc biệt thôi. Quán như vậy, thấy như vậy, để mình lấy cái tâm của mình trang rãi cho tất cả mọi người. Hồi ở Việt Nam đó, lúc mình nghèo đó, bộ đồ đẹp mặc ngày nào? Mấy ngày Tết thôi, nhiều khi được có mùng 1 hoặc mùng 2 cũng cất rồi chứ không dám để nữa. Mà cất kỹ, phải không? Rồi có cái gì sang sang là tiệc tùng mới dám đăng ra, chứ ngày thường ai mang đó làm chi? Phải không? Vàng vòng mình có là để tiệc tùng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mấy bà cụ có cái đầu tóc mượn. Quý bác nhớ cái đầu tóc mượn chứ gì? Mà cái đầu tóc mượn đó là chỉ ụp lên đi ăn đám cưới thôi. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ cụ nào bác nào mà chải tóc mà lấy cái lược dày mà chải ra là dính tóc vậy nè. Cái là hay giữ lại lắm, để chải, để kết vô cái đầu tóc mượn cho nó khác khác một chút. Tại vì càng già rồi thì tóc nó rụng. Mà hồi xưa Việt Nam làm gì có các loại shampoo để bừa tóc gội đầu. Trời ơi, nhiều khi có một cục xà bông, kêu là cục xà bông đá, giặt đồ cũng nó, lát rửa chén cũng nó, gội đầu cũng nó, tắm trên người cũng nó. Có một cục xà bông đó mà xài xuống, không có phân biệt cục xà bông gì hết trơn á. Còn qua đây rồi thôi, xà bóng này gọi rụng tóc, cái này trị da khô, đồ đủ thứ các kiểu hết á. Nhưng mà rốt cuộc rồi sao, cũng dùng một mục đích là tẩy sạch cái người. Có ai lỡ rờ mình có láng không? Nhưng mà tự mình diễn đạt đủ thứ, để rồi mình tìm mỗi cái này cái kia, để rồi người ta có cái thị trường người ta buôn bán. Mình phải quán chiếu như vậy, quán chiếu như vậy để mình thấy mình nhẹ lòng với tất cả mọi cái hiện tượng khi nó thay đổi trong cuộc đời này. Rồi bây giờ cái thứ ba rồi phải không? Bây giờ cái thứ tư phải có tối thắng là sự nghiệp tối thắng. Sự nghiệp tối thắng là sao? Tất cả Phật Bồ Tát hay chúng ta trong cuộc đời này, ai cũng có một sự nghiệp của chính mình. Ví dụ như bây giờ một anh ca sĩ, một cô ca sĩ, sự nghiệp của họ là đi ca hát. Thì khi mà họ đi ca rồi á, ai mời là họ đi, miễn người ta trả tiền đủ. Còn cái chuyện chỗ đó người ta gây quỹ được nhiêu, lời lỗ, khán giả ít, khán giả nhiều, họ đâu có biết. Bổn phận tôi lên hát là tôi cứ hát, hát đủ 3 bản, 7 bản xuống, quý vị trả tiền tôi đi về. Rồi nhiều khi vì sự nghiệp của mình phải giữ. Ví dụ như trước mặt đám đông không có nói những cái lời nói khó nghe, phải cử chỉ, phải dễ thương, trao chuốt cái lời nói để làm cho mọi người vui vẻ vì sự nghiệp của mình. Phải không? Mình tu cũng vậy. Ai cũng có cái sự nghiệp giác ngộ của mình. Thì đừng vì những cái phiền não nhỏ nhất, đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta làm hư sự nghiệp của mình.
Cho nên đó, một cái sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Là độ sanh. Sự nghiệp của Bồ Tát là độ chúng sanh. Tại vì sao? Thì các vị đã hoàn tất cái công việc của cái sự tu của mình rồi. Giống như sự nghiệp của một vị giáo sư là gì? Dạy cho học trò. Mà dạy học trò thì nếu mà học trò nó giỏi hết thì mình nhẹ, tức là mình chỉ thôi, rồi nó học tới đâu rồi mình chấm điểm tới đó. Nhưng trong một lớp ít nhất phải có vài đứa học dở, mà chính những đứa học dở đó, đó nó mới tìm tới ông thầy để nó học thêm với ông thầy. Và ông thầy không thể nói rằng thôi con đi về đi, thầy bận lắm, thầy không có thể giúp. Đó là không trọn vẹn sự nghiệp của người thầy. Người thầy là phải dạy có học trò, mà đứa học trò nó dở thì người thầy phải quan tâm, vì đó là cái đạo đức của người thầy. Còn cái đứa học trò mà nó giỏi thì có gì đâu nói. Nhưng mà nếu mà nó dở là mình phải dạy, mà nếu mình đòi tiền nó nữa thì mình cũng làm, nhưng mà trong cái đó nó thiếu cái đức. Cho nên thường thường người ta hay dùng đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp là gì? Là anh phải có cái đức trong khi buôn bán hay là làm việc. Thí dụ bây giờ mình buôn bán phải có lời, nhưng mình lỡ một cái người nghèo họ tới, mình phải đặc biệt bớt cho họ. Hoặc là thậm chí nếu mình có khả năng, thôi cho họ, mình lấy của 10 người thì thôi giờ mình cho một người. Cái đó là gì? Đó là cái đức của người làm ăn. Mình lời trên những người khác, nhưng mà thỉnh thoảng có những người mình hoàn toàn cho họ, hoặc là mình lấy vốn, hoặc là mình chịu lỗ mình cho họ luôn. Vì thật sự ra cái cho đó nó không bao nhiêu hết rồi, mà mình đã lời trên nhiều người khác rồi. Phải vào ví dụ như vậy để đại chúng hiểu thế nào là sự nghiệp của người, của một người. Người làm ăn là một sự nghiệp lớn, đừng vì những cái nhỏ mà đánh mất đi cái sự nghiệp của mình. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mình tạo cái phước. Cho nên thỉnh thoảng có những người nghèo người ta tới với mình đó, là mình phải mừng, là vì lúc đó là cơ hội để mình tạo phước. Chứ bây giờ á, mình ăn lời trên 100 người, 1000 người, không có ai để mình làm một cái phước gì hết, cũng ổn đi. Phải không? Giờ có một người nào đó họ tới họ trình bày nó, tôi nghèo tôi cần giúp đỡ, mình giúp cho họ. Một là mình bớt giá, hai là mình bán bằng giá, bán vốn, ba là mình cho không, để cái đó là cái đức của người làm ăn. Thì một vị thầy, một ông thầy giáo cũng vậy, dạy cho học trò là bổn phận của mình. Còn cái chuyện mà nó có lì xì cái gì không phải là cái chuyện chính. Hồi xưa những thầy mà dạy học trò không bao giờ người ta lấy tiền học trò kiểu đó, mà thậm chí phải đem hết tâm lực dạy cho người học trò đó, vì mình thấy được người, chính người học trò này là người tiếp nối cho mình và lấy cái sự nghiệp đó. Cũng giống như Pháp Hòa thấy những nhạc sĩ của người Việt Nam mình, không có người nào có một cái bản quyền về những bản nhạc của họ hết. Ai muốn hát thì hát, mà càng hát thì họ càng vui. Tại vì người nhạc sĩ đó đã lấy cái đời của họ, những cái tác phẩm đó là tinh thần, chứ không phải họ ráng nặng cái tinh thần đó ra để kiếm tiền mà sống. Cho nên quý vị thấy có những người nhạc sĩ Việt Nam rất nghèo, trong khi đó nhạc sĩ Mỹ thì sao? Rất giàu. Họ bán một cái bản nhạc, cái bản quyền của họ lên bạc triệu, nhưng mà người ta hát cái bản nhạc của họ, người ta vẫn thấy họ với tiền, chứ họ không thấy họ với là cái tác phẩm tinh thần. Nhưng mà nhạc sĩ Việt Nam mình khác. Mỗi một nhạc sĩ viết nhạc ít nhiều đều có những tâm tư, những cuộc đời của họ nằm bàn bạc trong những bản nhạc của họ. Cho nên khi nói về nhạc sĩ đó, người ta có chuyện để người ta nói, nhắc hoài, nhắc mãi. Và thậm chí mời nhạc sĩ đó lên, xin ông chia sẻ cho chúng tôi biết ông viết cái bài nhạc này trong tình huống nào. Thì ông cũng tâm tình, khi đó tôi là một nhạc sĩ nghèo, tôi thương cô đó hay cái gì đó trong cuộc đời của họ, họ viết ra những đó. Thành thử mình thấy được cái tâm tư của họ trong cái bản nhạc đó. Một người mà người ta viết ra một cái tác phẩm hay như vậy, người ta không vì tiền người ta bán, vì họ đó là một cái tác phẩm tinh thần của họ. Có phải không? Cho một cái người tu cũng vậy. Quý vị có thấy những băng giảng của quý thầy không? Mình không có cái vấn đề gọi là bán buôn, nhưng mà cái người mà lấy lại những cái bài giảng đó để mà sao chép lại truyền bá cho người khác phải trung thực, không được thay đổi,
không được thay đổi tên tựa của những cái bài giảng đó, và không được lấy hay là cắt xén những cái gì trong đó, phải để nguyên nội dung như vậy. Vì người ta nói là đó là cái chuyện mình thích cái bài đó, mình muốn phổ biến thì mình được quyền phổ biến, nhưng phải trung thực, không được cắt xén, không được đổi tựa, không được vì cái chuyện gọi là vì muốn kiếm thêm tiền mà chúng ta đổi những tựa để thầu mong cho người ta mua nhiều cái đó. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một sự nghiệp. Ở đây vì sự nghiệp độ sanh mà các chúng ta phải cố gắng. Vì cố gắng như vậy thì sự nghiệp của mình mới trọn. Quý vị thấy các thầy đi xuất gia tu hành cả đời đâu có đi làm kiếm tiền, rồi qua tới hải ngoại là người nào cũng nỗ lực để làm những đạo tràng tu học cho Phật tử. Những sóng gió trong cuộc đời, những phong ba, những bão táp, nhưng các thầy không có chùn bước, các thầy vẫn tiến đi trên cái con đường của mình. Mình nhìn vào các thầy, mình nói các thầy có một sự nghiệp lớn. Sự nghiệp của các thầy là nếu các thầy mà an hưởng một mình thì khỏe rồi, kiếm am, kiếm thất, ở tu sướng rồi. Nhưng mà không, mở đạo tràng để mà hóa độ, mà chấp nhận mở đạo tràng để mà tiếp độ mọi người, thì quý vị thấy đâu phải bình thường. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị biết nấu ăn ngon, quý vị nấu ở nhà, quý vị ăn khỏe rồi, nhưng mà mỗi khi mở nhà hàng bán cho người ta thì phải làm sao? Phải chấp nhận cái khen, cái chê, phải không? Chấp nhận khen chê, chấp nhận bình luận, tại vì mình bán cho người ta ăn. Mà người ta ăn, người ta có quyền phê bình. Thậm chí vô ăn, muốn ăn free, bóc dáng, bóc ruồi, bóc tóc gì đó bỏ vô để ăn free. Nhưng bây giờ mình có vì cái chuyện nhỏ đó mà mình cự với họ không? Không. Chấp nhận, tôi xin lỗi, thôi bữa nay quý vị được miễn phí cái dĩa ăn này. Họ đi ra, mình lỗ một dĩa mì xào, dĩa cơm chiên, nhưng mà yên, họ không quậy. Mình phải thấy việc lớn, đừng có thấy cái việc nhỏ. Ê, tiếc rẻ nó mấy bạc của họ rồi làm lớn chuyện lên cái sự nghiệp nhà hàng mình nó nguyên. Mình gây cho người ta cái sự chú ý về cái sự nhà hàng của mình. Mình tu hành cũng vậy, vì cái sự nghiệp giác ngộ độ sanh của mình mà mình cho quý vị thấy làm việc lớn mà thiếu nhẫn nhục làm được đâu. Nhẫn nhục là cái gì, là cái phương tiện, là cái bảo vật. Hồi xưa người ta nói câu như thế này nè: nhẫn nhục thị châu báu, bất nhẫn thị tai ương. Nếu mình được nhẫn nhục đó là châu ngọc, mà mình không nhẫn nhục thì tai họa nó tới với mình. Cho nên người tu cũng vậy, đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Làm việc gì bất cứ thiếu nhẫn nhục thì không thể nào làm được. Một đứa học trò đi vô học mà không có nhẫn nhục thì học trò không thành công. Và vì không nhẫn nhục cho nên ôm lòng uất hận, một ngày nào đó cái uất hận đó nó bộc phát lên tới tột độ, nó đi hành hung người khác. Nó đi làm gì? Nó đi khủng bố người khác. Cho nên có những người học sinh đó, họ cầm súng họ vô trong trường họ bắn xả gì đó, không phải họ thù ghét ai hết, nhưng mà tại vì có thể một người nào đó làm áp lực với họ, ăn hiếp họ, họ không nói được, họ chất chứa lâu ngày, họ không tiêu hóa được cái đó. Lâu ngày họ thấy mọi người xung quanh họ, hoặc là họ nhìn mọi người xung quanh họ với cặp mắt là ai hình như cũng nghi ngờ họ, ai hình như cũng không tốt với họ, cho nên họ mới có thái độ như vậy. Cho nên sự nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Sự nghiệp của chúng ta là thực hiện cái trí tuệ giác ngộ, cho nên vì việc đó cho nên chúng ta không lùi sụp. Cái thứ năm là gì? Là xảo thiện tối thắng. Chữ xảo thiện là gì? Là phải trụ nơi trí vô tướng, rõ suốt tất cả pháp như huyễn, xa cách mọi chấp trước. Chữ xảo là gì? Chữ xảo nghĩa là gì? Là khéo. Chữ xảo nghĩa là khéo. Thí dụ mình nhìn một cái bức tranh ta vẽ, mình nói trời ơi, bức tranh này vẽ rất là tinh xảo, xuất sắc, rất là khéo. Chữ xảo này không có nghĩa, thấy không? Chữ xảo là rất là tinh vi, rất là khéo.
Thì chúng ta cũng vậy, đã thấy được tất cả các pháp, rõ được các tướng, cho nên mình dễ dàng lắm, có gì khó khăn đối với mình hết. Thưa đại chúng, cái thời của Phật không có cái áo tràng để đi chùa. Thời Phật là cư sĩ mặc đồ trắng, chỉ cần đi chùa mặc bộ đồ trắng đi vô chùa là được rồi. Miệng tượng trưng cho sự trong sạch là tinh khiết, cho nên cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng. Nhưng mà giờ thời buổi giờ Phật tử đi chùa, chúng sanh thích không thích đồ trắng, thích đồ màu xanh vàng đỏ trắng cam, rồi mặc nó hở hang, nhiều khi nó không tôn nghiêm. Cho nên các tổ mình mới chế cái áo tràng. Chế cái áo tràng để làm gì? Để hầu giúp cho chúng ta thân trẻ tướng trang nghiêm khi đi vào những chỗ trang nghiêm. Rồi dạ hết thời gian cái áo tràng này nó bình thường quá, cái giờ muốn để cho Phật tử có cái gì hấp dẫn họ một chút, đặc biệt chút cái chế cái miếng vải chồng cái cổ có chữ Nam Mô Di Đà Phật đeo lên vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng vậy. Trời ơi đeo cái đó với hãnh diện, tôi là member. Mình là member của Phật. Nhưng mà nhớ cái miếng vải mà chồng lên cổ đó, biết nó kêu cái gì Pháp Hòa cũng không biết nữa. Rồi có người thì kêu là cái pháp y đó, có người là kêu cái miếng gì đó. Nhưng mà nhớ cái đó chỉ là phương tiện thôi, đừng có dính nó. Ai đeo cái này lên được đứng trên, ai không có đứng dưới. Mà nếu mà mình hiểu được những cái đó chỉ là những phương tiện, đó là những phương tiện, những hình thức, đừng có chấp trước đó. Rồi hồi xưa Phật tử ở Việt Nam mình đó, thọ tại gia Bồ Tát giới cũng chỉ cái áo tràng này mặc cả đời, chứ có thay đổi, có thêm thắt gì đâu. Rồi bây giờ qua tới hải ngoại, cái ai thọ Bồ Tát giới cái cho thêm cái tấm y màu nâu đó. Trời ơi, cái mình tưởng cái y nâu đó là cả thế giới này, cả cái gì nó ghê gớm lắm. Đắp cái y nâu đó lên cái mình có những cái thái độ, những cái hành xử nó không dễ thương. Mình nghĩ mình là cao ráo hơn người khác đó. Nhưng mà không phải vậy. Thành nữ nếu mà có được như vậy á, thì có làm gì đi nữa nó cũng chưa phải là ba la mật, vì cái tướng đó mà làm mà. Cho quý vị thọ Bồ Tát giới á, phải phát tâm thật tâm muốn thọ để tu. Còn nếu thọ vì bạn tôi thọ theo, tôi không thọ thì tôi thua xúc họ. Hay là tôi phải thọ để tôi được cái y đó, tôi đắp tôi ngồi ngang hàng, đừng có thọ kiểu đó. Nếu thọ kiểu đó thì chỉ có thọ mà không có ba la mật. Tại vì mình không phải là cái chuyện gọi là mình dính vô cái tướng thì mình chạy theo mà. Cũng giống như nãy vậy đó, chúng sanh nó dễ thương mới giúp, nó dễ ghét nghĩ rồi đừng giúp, thậm chí còn kêu gọi nữa chứ đừng giúp nhỏ nữa. Tôi nè, tôi giúp dữ lắm mà, thấy không? Mà giờ tôi còn bỏ nó đó. Thấy không? Chị không nghe là tôi mai mốt rồi chị buồn, chị khổ chị đừng kêu tôi nghe. Đó, mình đã bỏ chúng sanh rồi mình còn rủ thêm ta nữa. Quý vị không có thấy Bồ Tát, các vị Bồ Tát không bao giờ nói chuyện kiểu đó trong kinh nha. Bồ Tát Quan Âm mà gặp mình là nhiều nhất trong bốn Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Bồ Tát mà thường xuyên nghe mình nhiều nhất, gặp mình nhiều nhất là ai? Quan Âm. Tại chuyện gì mình cũng đéo ngài hết á. Không có chùa nào mà không có tượng của ngài. Không có nhà Phật tử nào chín nhà cũng phải hết, 10 nhà cũng hết, chín nhà có ngài rồi. Cho nên ngài là cái người gần mình nhất, hiểu mình nhất. Và thậm chí đôi khi mình cũng ăn gian với ngài nhất. Mình nói Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho con hết bệnh kỳ này con xuống tóc. Cái tới hồi hết bệnh rồi thôi xin cho con nhá kéo. Phật biết, ngài biết mình nhiều nhất mà ngài không bao giờ ngài gọi điện thoại cho Văn Thù. Ngài nói trời ơi bữa nay tôi bị Diệu Bông gạt chứ. Tôi bị ông Thiện này ông kia gạt hào. Bồ Tát không bao giờ gọi phone cho nhau biểu đựng giúp cô đó. Trời ơi bữa hôm hứa cái chùa cúng này, cúng cái tượng của tôi đó, bằng ngọc lúc bệnh á. Mà tới hồi hết bệnh rồi cúng tượng xi măng. Đó, Bồ Tát Quan Âm cũng không bao giờ gọi cho Phổ Hiền, nó đừng thèm giúp cái cô đó, cái ông đó, không bao giờ. Nhưng mà mình có không? Có. Mình không ưa ai là hết nửa thế giới biết.
mà thời buổi bây giờ á, là cái thời buổi bây giờ mà lan truyền cái kiểu đó nó còn tinh vi hơn nữa. Bây giờ ha, mình bỏ lên Facebook nha, mình gửi email nha, mình tạo YouTube nha, rồi gì nữa, mình send message nha, rồi thậm chí mình đã còn ăn gian hơn nữa, mình Photoshop hình ảnh, mình cắt xén chữ nghĩa để mình làm hại người kia người nọ nữa. Cho nên mình thấy không? Cho nên mình làm gì đó không có tối thắng, mà mấy cái đó là tối thắng dữ lắm. Ở đây Pháp Hòa muốn giới thiệu là trong kinh dạy làm thế nào được tới cái chỗ tối thắng đó, làm thế nào để chúng ta được ba la mật. Muốn có ba la mật phải đủ 7 cái tối thắng, trong đó có cái xảo thiện. Xảo thiện là sao? Nghĩa là chúng ta đừng có chấp trước. Cái hình tướng gì đi nữa cũng chỉ là phương tiện. Tại vì sao? Biết tất cả các pháp như cái gì? Như huyễn, như mộng. Bình hoa này đẹp lắm, chưng rất dễ thương, nhưng mà nó cũng huyễn thôi. Tại 2 tuần nữa nó héo, 2 tuần sau nó héo. Cái thân của chúng ta cũng như huyễn nè. Có thể ngồi đây có những Phật tử đã từng gặp Pháp Hòa cách đây 10 mấy năm trước. Bây giờ nhìn lại quý vị có thể Hòa nhìn không ra, tại quý vị cũng thay đổi. Mà quý vị cũng nhìn Pháp Hòa chẳng qua là biết cái tên, chứ còn cái tướng đổi, phải không? Thành thử ra cái tất cả cái gì có tướng, cái đó là huyễn. Nhớ vậy. Hễ cái gì có hình tướng, cái đó là giả có tạm, nó sẽ thay đổi. Có tướng thì có thay đổi. Mình có tóc thì tóc phải đổi màu. Mà mặc dù nó ngộ cái là trước kia nó không hề có tóc bạc, tự nhiên bước qua tuổi 40 cái ở đâu bạc từ từ vậy. Lá vậy. Hồi mình còn trẻ mình cũng rầu nhiều chuyện lắm mà ít nhăn. Tự nhiên bước qua cái tuổi 40 nhăn, tự nhiên nhăn là mình nhiều nhăn mà không bao giờ mình muốn. Mỗi mình khi mình thấy nó nhăn là mình cũng nhăn theo. Nói trời sao nhăn dữ vậy. Thế này thế kia. Rồi, mình hiểu được cái xảo phương tiện không? Xảo thiện là gì? Là mình phải trụ vào cái tướng. Mình trụ vào cái chuyện là mình rõ tất cả các cái tướng đó, để tâm của mình đừng có thay đổi. Đời mọi hiện tượng hình tướng thay đổi, nhưng mà tâm mình vững, vì mình biết đó. Cái thứ sáu là gì? Hồi hướng tối thượng. Hồi hướng tối thượng là sao? Là mình hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh phải có cái câu này nè: lại đấng tam giới tôn, quy mạng 10 phương Phật, nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh gì thế, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết 1 báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Hồi hướng vô thượng không? Chỉ mình nói là trên đó thì đền 4 ơn nặng, dưới thì cứu khổ 3 đường, nguyện cho ai thấy con tụng kinh, nghe con tụng kinh đều phát tâm Bồ Đề, khi họ chết đi họ được sanh về cõi Cực Lạc. Rõ ràng là hồi hướng quá đẹp. Chứ đâu có ai nói nếu có ai thấy nghe đều phải khen con tụng. Nếu có ai thấy con đều phải khen con đẹp. Nếu có ai nghe con đều phải khen con tụng hay. Cái đó không phải là hồi hướng vô thượng. Rõ ràng cái câu mình tụng không? Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Thế thì mình tụng kinh là mình hồi hướng cái đó, chứ mình nào hồi hướng cái thấp bé lè phè dưới này. Phải không? Có được cái hồi hướng đó là hồi hướng tối thắng. Mà hồi hướng tối thắng được như vậy rồi thì lỡ ta nói sao bữa nay tụng kinh dở ẹt vậy, trời ơi cũng bình thường. Tại hồi nãy rõ ràng tôi nói phát tâm Bồ Đề cái chuyện đó, chứ đâu có khen tôi. Cho nên giờ họ có chê tôi không buồn. Tại nãy khi tôi tụng tôi không cầu khen, thì tôi cũng không buồn khi bị chê.
thầy biểu tôi tới, hôm nay Phật tử có chùa có khách, thầy biểu tôi nấu, vì thầy cũng biết khả năng tôi tới đó thôi, thầy biểu tôi nấu hơn nổi. Nấu xong ra chê cái buồn. Thì thật sự cái đó không phải mình dở, cái đó chuyện bình thường. Cái hay là chỗ này nè, thoáng rồi thôi chứ không có bỏ. Chứ Pháp Hòa không nói quý vị không buồn, tại nếu không buồn là mình không phải chúng sanh. Có chúng sanh là phải còn buồn vui khen chê. Nhưng mà cái khổ của mình, cái thua của mình, cái không tối thắng của mình là buồn xong mình bỏ. Quý vị bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, sống với chồng với vợ, hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm, có từng gây gổ không? Có từng hò hét nhau không? Mà thậm chí có từng bực bội những cái tật của ổng không? Vậy mà rốt cuộc rồi cũng phải sống cho tới hết, tới già tới chết. Tại sao? Tại vì mình biết rồi, tất cả đều là duyên. Nhiều khi mình tránh duyên này mình gặp duyên khác làm sao? Thôi duyên nào một duyên. Nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Chạy ông mồ bắt ông mã. Cho nên hiểu được như vậy. Rồi cuối cùng cũng qua hết. Chính cái qua đó mai mốt con mình nó hụt hẫng, mình nói con à, con sống trong gia đình mấy mươi năm, con biết cái tật của ba con mà mẹ vẫn chịu đựng được. Cái chịu đựng không phải khổ đau, mà chịu đựng đây là mình chấp nhận cái người đó là ai, để mình nâng đỡ, mình sống với họ. Thì chính cái đó là cái bài học để mình dạy cho con. Trời, hôm rồi có một Phật tử kỷ niệm 25 năm ngày đám cưới, xin về chùa làm lễ, Pháp Hòa chấp nhận liền. Và Pháp Hòa bày cho quý vị đó trong cái lời mời. Thứ nhất, để cảm ơn Tam Bảo, vì không có Tam Bảo giáo pháp, Phật pháp, thì con không học được hạnh nhẫn nhục, nhu hòa, thì vợ chồng không có đến nơi đến chốn. Thứ hai, ân đức của tổ tiên, nhờ tổ tiên mà con nương vào cái đức hạnh tổ tiên mà con lướt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba, buổi hấp hôn này hay là buổi kỷ niệm này là một bài học để dạy cho các con của con. Cha mẹ đã trải qua một phần tư của cuộc đời, những sóng gió, cuối cùng rồi cũng được như thế này. Hôm nay lễ này là để các con nương vào đó để học hành. Cho nên mỗi một cái việc gì chúng ta làm đó, chúng ta phải quán chiếu đến cái lớn rộng. Như nãy Pháp Hòa nói, đó là sự nghiệp á hay là xảo thiện đó, thì mình phải nhắm tới cái chỗ cao đó mình hồi hướng, đừng nghĩ tới cái nhỏ mà chúng ta bỏ bê cái lớn. Cái đó quý vị biết trong đạo Phật gọi là cái gì hồi hướng không? Hồi hướng gì? Hồi tiểu hướng đại. Mình chỉ là cái nhỏ, cái việc lớn. Thí dụ nè, mình giận, mình la âm sùm lên trong khi nhà có khách. Nhà đang có khách phải giữ yên thấm, nhịn ông chồng, nhịn bà vợ, nhịn đứa con là hồi tiểu. Để chi? Hướng đại là khách người ta ở trong nhà mình, ta không có khó chịu. Hiểu ý không? Như vậy thì cái hồi hướng tối thắng là chúng ta biết nhìn rộng, để chúng ta thấy mình chỉ là một cái tiểu ngã, mình chút xíu thôi. Mình là một giọt nước, mình là một hạt nước, mình là một cái hạt bụi trong đám, thì không có gì vậy mình làm cho nó tung tóe lên. Thấy được như vậy gọi là tối thắng. Cho nên mình làm cho mọi việc nó đến ba la mật. Việc gì mình thấy, mình biết, nhưng mà thôi, vì việc lớn mình phải nhẹ nhàng để cho nó yên tĩnh. Rồi cái cuối cùng là gì? Thanh tịnh tối thắng. Thanh tịnh tối thắng là sao? Không để bị phiền não, bởi một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Ở đây có ai tụng bài hồi hướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Có đọc câu đó không? Tam chướng là gì biết không? Một là phiền não chướng, hai là gì? Là sở tri chướng, ba là nghiệp chướng. Ba cái này gọi là tam chướng. Vậy thì chướng nghĩa là gì? Chướng nghĩa là nó ngăn che, nó cản trở mình, không cho mình tới nơi tới chốn, không cho mình thực hiện trọn vẹn. Cái đó gọi là chướng.
Ví dụ như mình đang đi, mình gặp cục đá cản đường, thì cái đó gọi là chướng chứ gì. Nhưng mà cái đó gọi là chướng ngại thôi. Cái chướng ngại là cái vật bên ngoài chúng ta dọn ra được. Còn cái gì bên trong mà nó ẩn uất mình, làm cho mình buông bỏ, cái đó gọi là chướng nạn. Chướng nạn là ở bên trong lòng mình, còn chướng ngại là bên ngoài. Thí dụ mình đang lái xe gặp, ô tôi đang bị một cái vật nó chướng ngại, tôi đi không được, bước xuống dời nó đi. Nhưng mà rồi mình dẫn cái người nào đó, tôi thề chỗ đó có người đó thì không có tôi, mặc dù không có gì chướng hết, nhưng mà trong lòng mình giận cái người đó, thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình. Bây giờ Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe cái liên kết của ba chướng nè. Khi mà mình bị một cái sở tri, tức là cái nhận biết của mình. Sở là mình, tri là biết. Sở tri tức là cái mình chấp vào cái biết của mình, rồi từ đó mình không còn chấp nhận cái biết của ai nữa hết. Của mình là số một thôi, cái đó gọi là sở tri. Mà ai làm trật cái sở tri của mình thì mình sao? Buồn, phiền, tức giận thì gọi là phiền, phiền não. Phải không? Sở tri và phiền não chướng. Đó, hai cái chướng đó đó. Hai cái chướng gọi là sở tri chướng và phiền não chướng. Mà vì sở tri chướng, vì phiền não chướng, cho nên mình có thể mình nói những lời không dễ thương, mình hành động những cái cách không dễ thương, thì cái đó gọi là gì? Chướng, nghiệp chướng, tạo nghiệp. Mà hễ mà nghiệp mà nó mình tạo ra rồi thì chính cái nghiệp đó nó chướng ngại mình. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, thì ba chướng đó là gì? Sở tri chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Vì sở tri cho nên phiền não, vì phiền não cho nên tạo nghiệp. Vậy thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ cái chỗ mà chúng ta không thích cái đó. Chữ phiền não là gì? Cái gì không thích thành phiền não, chứ chả có gì hết. Cái anh kia anh ngồi đó mắc mới gì tới mình, mà mình đi ngang nó ngồi thấy ghét. Cái ông đó ăn mắc mới tới mình, nhìn cái tướng ăn không ưa. Cho nên sở dĩ mà mình, cho nên chữ phiền não là vậy đó. Cái gì mà nó tác động vào tâm mình, không để cái sự bình an trong lòng mình nữa, thì nó phiền não hết. Pháp Hòa ví dụ như á, một cái anh, một cái cô đó độc thân, đang sống cuộc đời độc thân rất là nhẹ nhàng, rất thoải mái. Tự nhiên một ngày nào đó cô phải lòng một người nào đó, cổ thương anh chàng đó, thì anh chàng đó giờ trở thành gì của cổ? Phiền não rồi đó. Nhưng mà phiền não êm ái, phải không? Nghe giọng anh đó thích, thấy anh đó cười vui, ăn ngồi được ăn chung với anh đó hạnh phúc. Tất cả những cái đó cũng là phiền não, nhưng mà phiền não êm ái. Rồi cũng là một dạng phiền não, cũng y chang người đó, nhưng mà sau 20 năm nhìn cái tướng ăn thấy ghét. Nhìn cái tướng ngồi thấy không ưa. Hồi xưa là rất thích ngồi gần, bây giờ ổng ở đâu tôi né chỗ đó. Thì bây giờ cũng là ổng đó, cũng người đó. Nhưng mà bây giờ hồi xưa là phiền não êm ái, bây giờ là phiền não không êm ái. Cho nên đừng hiểu lầm, phiền não ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Hễ cái gì nó làm cho tâm mình không còn bình an như thường lệ nữa, đó là phiền não hết. Mà hễ mà mình phiền não rồi thì tâm mình không còn thanh tịnh, phải không? Chữ thanh tịnh là gì? Chữ thanh là trong sáng, chữ tịnh là vắng lặng. Hễ tâm mình trong sáng vắng lặng gọi là thanh tịnh. Mà giờ hãy nhắm mắt lại cũng thấy người đó cười, thì nó hết trong, hết sáng rồi. Đó, cho nên khi mình bị phiền não rồi thì có thể việc làm của mình không trọn nữa. Dần rước được cái đó gọi là gì? Thanh tịnh tối thắng. Bây giờ Pháp Hòa nói 7 cái tối thắng ôn lại nè. Một là an trụ tối thắng, hai là y chỉ tối thắng, ba là ý quả tối thắng, bốn là sự nghiệp tối thắng, năm là xảo thiện tối thắng, sáu là hồi hướng tối thắng, bảy là thanh tịnh tối thắng. Nếu chúng ta có được 7 cái này, khá khá, không dám nói là gọi là một cách trọn vẹn tối thắng, nhưng mà tập khá khá đi, hoặc là 7 cái mà được 4, được 5, thì ít ra 10 lần buồn định bỏ,
ít nhất mình cũng còn rút lại, chứ còn không có để cho nó trôi. Phật Hòa thưa với đại chúng, cuộc đời này á, ai mình cũng hứa giúp, tại vì mình cũng có lòng từ bi. Nhưng mà mình dễ bỏ lắm. Đó là tại sao Phật không cho người nữ tu nhiều lần. Tại sao? Tại vì Phật biết được tâm lý người nữ, dễ phát tâm nhưng mà rất khó trụ tâm. Phật Hòa ví dụ, vui đau sau đó, thấy ai khổ hứa ào ào giúp, nhưng mà chọc mình giận là buông liền, bỏ liền. Thậm chí thí dụ, xin lỗi, người đàn ông ta giận gì đấy, ta còn giữ vững được, ta còn bình tĩnh. Còn mình, cái người nữ mà giận cái hay biểu lộ, bộc phát, thậm chí xách giỏ đi về, cái rụp. Cho nên cái đó không phải là cái xấu, nhưng mà mình phải biết được cái tâm, cái chủng tánh của mình. Ai cũng có cái chủng tánh nam, chủng tánh nữ. Nhưng mình phải lấy cái chủng tánh nam nữ đó chuyển hóa đi, để mình có chủng tánh của Bồ Tát. Tại vì chủng tánh nam tánh nữ là mình vui buồn theo thế gian, còn chủng tánh Bồ Tát là do giác ngộ mà nhìn thế gian. Còn mình á, hễ người nam mình nhìn gì mình thích theo cái cách của người nam thích, người nữ mình nhìn theo cái cách của người nữ thích, mà hai cái đó đều là sao, tùy cái hứng khởi trong lúc đó mà chúng ta khởi, chứ không phải là do cái tình thương chân thật. Mà có được cái đó thì mình mới vững được cái sự nghiệp tu hành của mình. Quý vị hiểu được cái chỗ mà muốn nói vậy. Cho nên ai đi chùa học Phật cũng đều nghe chữ Ba La Mật. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, chữ Ba La Mật là đến bờ kia, chứ không phải nửa chừng. Phải đi nửa chừng mới tới. À xin lỗi, phải đi trọn mới tới. Còn đi nửa chừng thì không thể tới. Bây giờ muốn đi trọn thì phải sao? Phải có bảy cái này. Thấy không? Bảy cái này gọi là bảy cái tối thắng. Mà chính nhờ bảy cái tối thắng này, một phần nào đó trợ duyên cho mình trên bước đường tu. Thí dụ hôm nào quý vị nghe lại bài này, rồi mình thuộc nó rồi, cái mỗi khi cái việc gì nó đến, cái mình lấy nó ra mình chữa lành nó, để giúp cho mình tiến bộ tiếp. Ví dụ cái người kia mình hứa giúp rồi, mà giờ nửa chừng cái mình muốn rút lui, mà mình biết mình giúp họ họ mới tốt, nhưng mà tại vì mình giận họ có một chút câu nói đó thôi, mình buồn họ vậy đó thôi, mình nhớ lời nói của họ không có quan trọng đâu, cái khổ của họ, mà chính họ khổ cho nên họ mới nói lung tung vậy đó. Cái người mà người ta khổ tay nói lung tung đó, đừng giận mấy người đó. Mình là Bồ Tát rồi, không có giận lung tung chỗ đó được. Thấy không? Cho nên vượt được cái đó thì mình trọn được cái Ba La Mật. Thôi thì cái đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng hôm nay, là bảy tối thắng trong kinh Phật dạy, để giúp cho chúng ta trọn vẹn cái ý nghĩa của chữ Ba La Mật mà lâu nay chúng ta thường nghe nói. Và các thầy thường hay khuyên chúng ta nhẫn nhục Ba La Mật là nhẫn trọn vẹn, nhẫn cho rốt ráo. Nhưng hôm nay mình hiểu sâu hơn nữa thế nào để giúp chúng ta, trợ duyên cho chúng ta đến được chỗ rốt ráo. Trong kinh Đức Phật nói, sự tinh tấn của mình giống như là người chèo thuyền đất mà qua sông. Quý vị thấy không? Thuyền gỗ thì còn trội nổi trên sông, chứ thuyền đất mà bỏ xuống, một cái chiếc thuyền làm đất sét mà bỏ xuống sông, sao mà nó nổi được. Vậy mà Phật nói mình phải tinh tấn như người đi thuyền đất mà qua sông, thì nghĩa là chúng ta bước lên cái thuyền đó rồi, chúng ta phải chèo cho gấp, cho lẹ, không có chần chờ. Vì chần chờ là nước nó thấm vô đất sét đó, nó sẽ chìm, nó sẽ rã, nó không thể nào mà nó tới bờ được. Phật dùng cái hình ảnh dễ sợ như vậy đó. Rồi bây giờ Pháp Hoài đưa cái hình ảnh thứ hai đại chúng quán chiếu ha. Nếu như một mình đang ngồi trong một căn nhà đang bị người ta phóng lửa đốt cháy, thì chúng ta phải là cái người chữa lửa liền hay là chạy rượt theo cái anh đốt nhà? Rồi mình có câu trả lời cho chính mình. Tu hành cũng như vậy, chúng ta phải chữa liền cái lửa sân si nó đang đốt mình, hay mình đi tìm cái kẻ chọc mình giận. Tôi chọc ghẹo gì chị mà chị phá tôi? Nhưng mà mình quên hỏi là ủa tôi phá à? Phá chứ anh không giận thôi chứ mắc chi. Thí dụ vậy. Nhiều khi mình hỏi xong ta hỏi ngược mình lại, phải không? Thành thử ra có một người học trò tới nói với người thầy: thưa thầy,
tâm con bị động. Ông thầy trả lời, vậy con đừng động tâm. Thôi chúc đại chúng vui vẻ, buổi tối. Quý vị có ở đây, có ai ở xa, có cần phải đi về không? Xa là ở tiểu bang này, tiểu bang nọ vậy đó. Chứ không phải nhà con tới 20 phút lận đâu nha. Còn là cho các thì khoảng 50 phút để các thì có cái câu hỏi gì thì các thầy hỏi thành Phật hỏi đây. Xin là chúng ta có cái cơ hội mà tất cả các thì có thể có những nghi vấn gì trên cái bước đường các thầy học Phật thì các thầy hỏi thầy đây. Xin thầy gọi chủ phòng có câu hỏi. Thầy vừa nãy thầy có dạng rồi cái mình đã bao giờ nghiệp là một kia thì trong đó có một bài là một đạo tâm kinh, như vậy thì cái bờ bên kia cũng phải được cái tâm kinh đó hay không, hay là nó đạo hữu hỏi là có cái câu gọi là Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy có phải tâm kinh đó là bài kinh? Hiểu hiểu câu hỏi kế là gì? Có phải bài kinh đó là bờ bên kia không? Dạ. Dạ thưa, hồi nãy mình nói đó, trong 6 cái Ba La Mật mà Bồ Tát có đó, hay là chúng ta tập tu đó, trong đó có trí tuệ Ba La Mật. Thì cái trí tuệ Ba La Mật chính là cái phương tiện đưa chúng ta tới cái chỗ rốt ráo. Tại vì nếu có trí để quán triệt hết tất cả thì chúng ta sẽ vượt tất cả mọi khó khăn. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mà quý vị tụng đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì nếu mà dịch cái câu đó đó là trí tuệ rộng lớn, Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là viên mãn. Tâm kinh nói về trí tuệ rộng lớn viên mãn. Đó, dịch cái câu đó là vậy. Thế nào là tâm kinh? Tâm kinh là gì? Nếu mà dịch ra tiếng Việt là kinh ruột, kinh mà mình phải để lòng đó. Kinh nó có một câu à: Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết đế là gì? Dịch tiếng Việt nè: cố gắng, cố gắng, là Yết đế, Yết đế. Ba La Yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba La Tăng Yết đế, cố gắng thêm hơn nữa. Bồ Đề giác ngộ rồi, đến bờ rồi, Ta Bà Ha. Ta Bà Ha là cái câu vui mừng để khen tặng khi chúng ta đến một cái, làm một cái việc gì đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Ví dụ như quý vị tối nay tổ chức lễ hội Quan Âm, mà lễ hội suôn sẻ, mọi chương trình đi vào ngăn nắp, trời quang đãng tốt đẹp không như dự báo, phải không? Và cuối cùng thầy MC sẽ lên nói: hôm nay đạo tràng thắp nến cầu nguyện Quan Âm đã được thập phần viên mãn. Thì cái chỗ viên mãn thập phần đó đó chính là gì? Ta Bà Ha, mừng quá, vui quá. Thật sự ra đó, khi chúng ta chỉ cần hiểu được cái tâm kinh là gì, một chữ không thôi, một chữ không trong kinh đó thôi. Quý vị đọc nguyên bài kinh đó: sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng tức là không, không tức là tưởng. Nhưng mà thay vì ta nói dài dòng vậy, ta nói gọn: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Một công thức đó thôi, rồi bốn câu kế: thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy, gọi là diệt phục như thị. Thay vì phải nói rõ là sắc tức là không, không tức là sắc,
Thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng tức là không, không tức là tưởng. Nói nhiều thứ quá, nói một câu thôi, một công thức thôi. Sắc tức là không, không tức là sắc. Rồi bây giờ anh lấy thọ, tưởng, hành, thức, anh đem vào công thức đó giống nhau. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Vậy thì cái tâm kinh mà quý vị cần nhớ, cái câu ruột mà mình phải cần nhớ trong tâm kinh là gì? Một chữ thôi, không. Mà chữ không này là gì? Không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Tiếng Mỹ nó gọi là gì? Not real, chứ không phải là nothing. Nothing là không có gì hết, không phải. Nếu như vậy là đạo Phật nói đâu đúng nè, này có không? Có. Tại sao nó là không? Nhưng mà cái có này là không thật có. Nếu nó thật có thì nó tươi mãi, nó không chết, phải không? Chính vì nó không thật có cho nên đạo Phật nói là không. Vì không này là không thật có, do duyên sanh mà có, chứ không phải là không có gì hết. You there but not real. Anh có mặt, nhưng sự có mặt này không tồn tại, bất biến, cho nên chúng tôi gọi là không. Đó nói về duyên sinh. Cái không này, ví dụ quý vị nói nè, đây là bình hoa, phải không? Bây giờ Pháp Hòa lấy cái này ra quý vị là cánh hoa, bông, nói từng tên không nói được cái bình hoa. Bây giờ lấy hoa hồng cắm vô, cẩm chướng cắm vô, baby breath này cắm vô, mọi thứ về cái kêu là bình hoa. Nhưng đi tìm cái thật thể của bình hoa không có, tại vì giật ra từng cái thì gọi tên khác nhau, chứ không gọi là bình hoa nữa. Vậy thì cái bình hoa là có, nhưng mà nhờ những cái không phải là bình hoa để nó gom vô để gọi là bình hoa, chớ đi tìm cái bình hoa thì không có. Ví dụ quý vị nói đây là chánh điện. Rồi bây giờ chánh điện phải không? Giờ chỉ từng món có gì tên chánh điện không nha. Chỉ tượng kêu tượng Phật, chỉ này kêu chuông, chỉ kêu kêu mỏ, chỉ nọ tiểu trống, không có cái gì cái chánh điện hết á. Nhưng mà gom hết mấy cái thứ không phải chánh điện này nè, để chung vô chỗ, rồi chúng ta gọi là chánh điện. Như vậy chánh điện này là có hay không? Có. Nhưng mà có làm sao? Có tạm. Bây giờ lát nữa dọn ra hết, 5 năm sau có cái chánh điện mới thì dọn hết này qua bên kia, cái tự nhiên nhà này thành nhà ăn. Cái lúc đó gọi là gì? Trai đường, phải không? Như vậy thì cái chữ không trong tâm kinh Bát Nhã muốn nói đó là không phải là không có gì hết, mà là không thật có. Chỉ tất cả đều là tạm có, mà đã là tạm, thấy không? Hay là không là do duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì không thật. Cái gì do duyên sanh thì không thật. Ví dụ như đây là cái bàn nè, là do duyên sanh nè, tại có gỗ, có đinh, có cưa, có mọi thứ để tạm gọi là cái bàn, duyên sinh mà. Bây giờ rã nó ra hết thì không có cái gì kêu cái bàn hết. Đừng đợi nó cháy rụi mới kêu là không, ngay khi nó còn vẫn thấy nó không. Vì cái không này là không thật có, chỉ do duyên sanh mà có. Người mà nắm được cái then chốt đó, nắm được cái Bát Nhã đó, chữ Bát Nhã là trí tuệ đó, nắm được cái trí tuệ đó thì người này sao? Tự tại vô cùng, cho nên gọi là quán tự tại. Anh không quán, không nhìn sâu, không thấy rõ thì anh không hề có được sự tự tại. Tự tại là gì? Tự tại là sự tự do từ nội tâm mà ra. Ví dụ mình hiểu nè, ôi trên đời này ăn để sống. Nếu nắm được câu đó đi, ăn gì cũng hạnh phúc, ăn trong tự tại. Còn nếu mình quan niệm ôi sống để ăn thì không có món nào mình hạnh phúc hết. Nhưng mà khổ nói, mình nói thôi không quán. Nếu mình chỉ nói cái miệng thôi, mình không quán, không có quán cái câu đó là như thế nào gọi là ăn để sống, không quán cái kiếu cái đó thì không hề có tự do, mặc dù miệng vẫn nói ào ào.
mà tâm tư mình không suy nghĩ, không quán chiếu thì không thể nào hiểu được thế nào gọi là ăn để sống. Hay là mình nói nè, mặc để ấm, nhưng mà mấy người chỉ mặc để ấm, mặc phải lửa. Mà chính cái lửa đó, cái thứ hai đó mới khổ. Chứ còn ngay cái bước đầu mình nói, cho nên nói là một chuyện, quán là một chuyện. Quán là gì? Là nhìn cho sâu, tư duy cho kỹ. Khi mà tư duy cho kỹ, nhìn cho sâu rồi thì ô hay quá, trong lòng bây giờ vượt thoát tất cả mọi chướng ngại. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mở câu đầu liền, thấy không? Bồ Tát quán tự tại khi hành thâm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không, ngài liền thoát hết mọi khổ đau, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Chữ độ là gì? Là vượt thoát. Hễ mình còn thấy sắc thọ tưởng hành thức là có thì mình bị nó ràng buộc mình. Sắc là thân tướng này, thọ là cảm nhận, tưởng là mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, thấy không? Hành là sự chuyển biến mọi tâm thức, thức là cái nhận biết. Năm cái đó nó tạo nên cuộc sống con người. Mà chính năm cái này nó có thật không? Không. Nếu mà cảm thọ là thật thì tại sao lát anh vui lát anh buồn kỳ cục vậy? Người ta chọc, người ta nói một câu ngọt cái anh vui, là anh thọ vui rồi. Rồi người ta chê anh câu cái anh thọ buồn. Thì chính cái cảm thọ này vui buồn bất thường, và chính cái vui bất thường cho nên anh bị nó chìm đắm. Khi mà anh thấy thọ không là thật, thọ là cảm thọ, tại vì người ta nói câu ngọt, rồi cái nhận thức của mình đây là ngọt, rồi mình cũng nghe ngọt, ba cái đó hợp tác nhau cái vui. Mình có lỗ tai, rồi mình nhận định, cái thức là cái nhận định, phân biệt đây là lời khen. À, rồi có cái tiếng khen, có cái chỗ để mình nghe tiếng khen, rồi có cái phân biệt, cho nên rồi mình nói vui. Thử thời bây giờ, một cái người là lỗ tai bị lãng, bị điếc, tiếng vẫn có, mà họ không cái này họ không nghe được, họ có buồn không? Họ không buồn, vì họ có nghe được gì đâu mà buồn. Mà không nghe được thì không phân biệt, cho nên họ bình an. Như vậy rõ ràng, tại vì mình có cái lỗ tai, có cái tiếng, có phân biệt, phải không? Cho nên buồn, vui. Mà buồn vui là do tại mình. Phóng qua ví dụ như á, mình là người miền Nam thì cái chữ mụ nghe nó nặng lắm. Nhưng mà nếu người Huế á, cái chữ mụ nó bình thường, không chừng là tôn trọng nữa. Chào mụ, mụ đi mô rứa à, thì tiếng Việt mình là nghe mụ là nặng lắm. Cũng cái chữ mụ mà tại sao với người miền Nam thì ta không thích, mà người Huế thì người ta thích. Như vậy thì cái bản chất cái tiếng đó nó có gì nặng nhẹ không? Cái chữ mụ giống nhau, viết giống nhau, không hề có nặng nhẹ trong chữ mụ. Nhưng mà tại vì chúng ta chấp chữ mụ nặng nhẹ, cho nên rồi chúng ta khổ. Mà chúng ta vượt được và chúng ta quán, trời ơi cũng là một tiếng thôi mà. Quán thấy cái đó cũng là một tiếng thôi thì vượt hết tất cả mọi khổ. Trên Bát Nhã Tâm Kinh hay vô cùng. Tại sao ngày nào tụng kinh cũng phải tụng Bát Nhã? Vì cuộc sống mà không có trí tuệ, chữ Bát Nhã là trí tuệ nha, cuộc sống mà không có trí tuệ Bát Nhã là cuộc sống khổ đau. Vì anh nhìn đâu anh cũng dính hết, anh nghe gì anh cũng dính hết. Mà hãy anh có được cái Bát Nhã đó thì anh vượt thoát thôi. Cho nên cuối cùng thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, là chú tối thượng, là chú không gì bằng, là chú vượt tất cả khổ. Nói thiệt không có nói dối. Câu chú này là gì? Yết đế, yết đế. Nghe cũng khủng hoảng lắm, nhưng mà tới hồi dịch cái câu đó ra là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến bờ bên kia rồi, vui mừng vô cùng. Vậy thôi. Giống như mà mình đi còn có 3 bước nữa, cố gắng lên, cố gắng lên. Tới rồi, cái quý vị thấy người ta chạy marathon không? Chạy marathon đâu có được chạy nhanh, chạy từ từ, từ từ, gần đến đích mới dùng hết sức chạy để cho nó tới. Chừng đó giơ tay lên mừng là mình đã thành công được cái chạy marathon này. Đạo hữu chú hiểu được cái chỗ đó. Quý vị muốn rõ về Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị tìm lại cái bài Pháp Hòa nói: thuyền tuệ sang sông,
Cái đời tựa của cái bài Bát Nhã Tâm giải, chú giải về Bát Nhã Tâm Kinh là thuyền tuệ sang sông. Thường thường quý vị thấy không, mình mà có bệnh nghe, có nạn có gì là mình đến chùa mình cầu nguyện, mình tha thiết, mình van xin, mình nhìn Phật một cách đắm đuối và tha thiết. Nhưng mà mình bình thường mình không có chuyện gì vô chùa xá xá đại khái vậy đó. Còn mà hễ mà khi nào mình có bệnh rồi nghe kinh gì mình cũng xin về tụng hết đó. Đó, còn bình thường mình không có bệnh, không có nạn gì hết đó. Xin nhưng mà về cất tụ. Nhưng mà hễ mà nghe kinh nào mà giới thiệu kinh đó mà trị hết bệnh, tụng kinh tiêu tai nạn là mình nhất định phải tìm tới để mình tụng. Cũng giống như mình không có bệnh, mình đâu có nghe người ta nói thuốc rồi kể. Nhưng mà hễ mình hơi hơi giống giống cái bệnh của mình là hỏi thuốc đó đâu, mua ở đâu, nhất định phải tìm cho được. Thì nhớ là khi mình làm việc gì chứ ai đó, mình nguyện, mình tu hay làm bất cứ việc gì, mình nhớ là mình phải an trụ trong chủng tánh Bồ Tát. Thứ nhất là chủng tánh của Bồ Tát. Bồ Tát là không có vậy. Cho nên mình đến với các ngài xá sơ sơ, các ngài cũng nói good. Cho nên Phật bắt ấn vậy nè. Thấy không? Rồi bây giờ mình tới mình lại Phật thiệt là tha thiết, Phật cũng nói good. Phật lúc nào cũng ngồi dày good với mình hết đó. Còn mình lâu lâu mình tới, bữa nào mình tha thiết làm Phật biết rồi đó, nó sắp có chuyện nó tới. Phật chuẩn bị, Phật nghe rồi đó. Không? Còn mình xá sơ sơ là Phật cũng biết rồi đó, bữa nay vui rồi. Thí dụ vậy. Cho nên mà thường thường để chúng để ý coi, mình là luôn luôn trả giá với Phật. Bình thường á, không có chuyện gì là giữ bình thường vậy. Mà hễ có chuyện cái Phật phù hộ cho con qua hết tai nạn này, con ăn chay 3 tháng à, con in kinh cúng dường, con làm gì đó. Thường thường mình phải có chuyện mới trả giá. Thường thường để ý cái đó. Thật sự không hề tội lỗi và không có gì sai. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta được cái quyền, chúng ta quán chiếu lại, chúng ta thấy mình đối với con đường tu của mình và mình đối với các bậc ở trên. Thường thường mà mình mà vui vẻ thoải mái, ít khi nào mình hứa hẹn nguyện làm thiện làm lành vậy. Phải có chuyện. Bình thường trích ra cúng vừa vừa thôi, chứ bể khi nào có nạn chút cúng khá khá chút. Nhất là ăn chay rồi 3 tháng 1 năm. Thậm chí bình thường ai mà lỡ hớt tóc hớt phạm chút thôi mình cự nữ liền á, mà khi có chuyện cái nguyện cạo nguyên cái đầu. Miễn sao hết chuyện thôi. Thí dụ vậy. Cho nên mình nhớ là mình muốn làm cho đến nơi đến chốn mà không an trụ trong cái tâm, cái chủng đó đó, mình sẽ bị thối lui ngay. Vì sao? Không an trụ, trụ là mình phải vững. Cho nên chúng ta gọi là thầy trụ trì. Chữ trụ là gì? Trụ là ở cho yên, chứ không có trú. Không có chữ trú trì, phải là trụ trì. Mình kêu không, mình không, mình gọi là thầy trú trì, phải gọi đúng chữ là thầy trụ trì. Vì thầy trì là giữ, trụ là ở yên. Thầy phải ở yên ở đó, thầy mới giữ được cái chỗ đó. Còn trú là gì? Tạm. Giống như mình tới mình xin giấy tạm trú vậy đó. Chứ không gọi trú trì, trụ trì. Mình tu á là mình phải trụ ở trong cái chủng tánh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cái người mà luôn luôn giữ cái tâm thương chúng sanh. Chứ không phải là cái mình là cũng Bồ Tát nhưng mà ai không được là tát nó đi luôn. không có kiên nể, đẩy đi cho xa cho sạch. Thứ nhất là phải muốn được cái Bồ Ba La Mật là phải an trụ chủng tánh Bồ Tát nha. Thứ hai là gì? Phải y chỉ tối thắng. Hồi nãy là an trụ tối thắng rồi, bây giờ thứ hai là y chỉ tối thắng. Y chỉ là gì? Là phải nương tựa vào cái tâm Bồ Đề. Mình muốn làm việc gì á mà mình không có nương tựa tâm Bồ Đề đó, mình sẽ không có làm trọn đâu. Tại vì đa phần là mình nương tựa vào cái hình tướng đối đãi của người khác. Thậm chí ví dụ nha, mình muốn bố thí nhưng mà mình không có bao giờ mình trụ trong tâm Bồ Đề hết á. Tâm Bồ Đề là gì? Là tâm giác ngộ, tâm hiểu biết, tâm thương yêu, tâm sáng suốt. Mà mình nương tựa vào cái tình bạn bè với mình với ai. Chị giúp cô đó hả? Rồi tôi theo chị tôi giúp. Mai chịu chị kia chỉ giận chứ gọi lại mình chứ nói tôi báo chị biết nha, tôi không có giúp cái người đó nữa. Cô đó xài không được, anh nọ ưa không được. Rồi chị muốn giúp chị, thôi chị nghĩ tôi cũng nghĩ chứ mắc chi tôi giúp.
Tức là mình không thấy rõ cái vấn đề mà mình nương tựa vào cái hình tướng. Một là do cái người đó đối đãi sao để mình coi được mình mới giúp. Mà họ mà lạng hoạn cái là mình không giúp. Cho nên mình không có nương tựa được cái tâm đó. Mình tu cũng vậy. Nếu mà cái người mà tu mà có nương tựa vào tâm Bồ Đề mà tu là tu cũng lui sụp. Đa phần là mình tu theo tình cảm không à. Cho nên Phật tử nó cũng có một dạng gọi kêu là tình cảm Phật tử đó. Tình cảm Phật tử là sao? Có tình cảm với ai mới đi chùa. Có cảm mến với ai đó mình mới đi. Thí dụ như một ví dụ mình tới chùa đó, mình thấy thầy trụ trì dễ thương, nhẹ nhàng, hiền lành thì mình tới. Cho nên mình rồi cái bữa nào mà thầy không được hay là mình lui. Hay là nói chung là tất cả cái nương tựa của mình nó không có vững. Cho nên vì vậy mà không tới. Mình không có tới nơi tới chốn được chuyện gì hết đó. Cho vì muốn làm việc tới nơi tới chốn là phải an trụ trong cái gì? Cái gọi là tối thắng, gọi là y chỉ. Chữ y chỉ là nương tựa. Ví dụ như bây giờ á, quý vị có một thầy bổn sư quy y ở Việt Nam rồi. Nhưng bây giờ mình xa thầy bổn sư mình quá. Ở địa phương đây có một vị thầy thường xuyên nhắc nhở chỉ dẫn cho mình, cái mình xin y chỉ với vị thầy đó. Y chỉ là gì? Là nương tựa. Mình nương tựa để thầy đó hướng dẫn cho mình. Thì bây giờ cũng vậy, mình tu hành là mình phải y chỉ tối thắng, là mình phải nương tựa vào một cái pháp tối thắng. Mà pháp tối thắng đó là gì? Đó là Bồ Đề Tâm. Ai tu mà không có Bồ Đề Tâm tu không được. Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Tâm giác ngộ gọi là tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề này có ba bậc. Một là phải trực tâm nha. Tâm phải ngay thẳng. Phải ngay thẳng. Gọi là trực tâm. Không có nịnh hót. Không có bỡ đỡ. Phải có trực tâm tu mới được. Thứ hai là gì? Thâm tâm. Thâm tâm là sao? Đối với chánh pháp mình phải tin tưởng sâu sắc. Cái điều đó nó chân chánh thì mình phải tin vào đó để mình giữ vững mình. Bất cứ ai nói nghiêng nói ngửa nói gì mình không thay đổi. Không là ví dụ ngồi thiền giúp cho mình tĩnh lặng thân tâm, tuệ giác trí tuệ mình sanh. Ai có nói với mình là ngồi thiền khùng mình cũng không thay đổi. Tại vì sở dĩ khùng là tại người ta ngồi mà người ta cầu kỳ cái chuyện khác. Người ta ngồi mà người ta cầu được lên thiên đường, lên Tây Phương nói chuyện với Phật. Hay là người ta ngồi để người ta xuất hồn. Người ta ngồi để người ta có thần thông. Còn mình ngồi để tĩnh tâm. Mình ngồi thiền để tĩnh tâm. Bởi vì cái tâm mình nó lăng xăng cho nên cần ngồi thiền để cho nó tĩnh. Đó, phải tin cái đó rồi thì ai nói gì cũng không có thay đổi. Cái đó là gì? Thâm tâm. Trực tâm là tâm ngay thẳng. Thâm tâm là tâm tin tưởng vào chánh pháp. Cái thứ ba là gì? Đại bi tâm. Đại bi tâm là tâm thương xót chúng sanh. Cái người mà họ khó ưa chừng nào mình phải thương họ dữ dội lắm. Tại vì họ khó ưa bởi ít ai ưa. Mà nếu mình bỏ họ nữa thì chả ai ưa. Đã ít rồi giờ chẳng nữa. Thôi bây giờ thương họ, tại vì họ là những chúng sanh khổ đau mình cần giúp. Bác sĩ mà cứ đi tìm bệnh nhân không có bệnh trị, không biết gì trị. Không có ai mở phòng mạch mà nói ở đây chỉ chữa những người khỏe mạnh, những người bệnh hoạn xin đi nơi khác không? Không có. Ông bác sĩ nào cũng quảng cáo dữ lắm, chữa được đủ các loại bệnh thì người ta nghe bệnh rồi mới chạy tới. Thì bây giờ mình là Bồ Tát cũng vậy. Còn đi tìm những chúng sanh dễ thương để mà chơi không? Không đó. Mình phải, không phải như vậy rồi mình bỏ những chúng sanh dễ thương. Không phải. Chúng sanh nào dễ thương mình thương đành rồi. Nhưng mà chúng sanh nào không dễ thương mình cũng vẫn thương. Như vậy mới là đại bi. Mới gọi là thâm tâm, là trực tâm. Không có bỏ ai, không nịnh ai. Trực tâm là phải có, thâm tâm phải có, đại bi tâm phải có. Mà có ba tâm đó thì gọi là Bồ Đề tâm. Cho nên người phải có y chỉ tâm, y chỉ tối thắng là phải nương tựa tâm Bồ Đề. Rồi cái thứ ba là gì? Gọi là ý quả tối thắng. Ý quả tối thắng là sao? Thương xót các loài hữu tình. Có nhiều khi mình nói trời ơi, tôi sợ cái ông đó lắm, cái bà đó lắm.
vui buồn bất thường muốn chết. Họ vui buồn bất thường thì họ mới gọi là hữu tình. Hữu là gì? Hữu là gì? Hữu là có. Tình là gì? Tình là tình cảm. Họ có tình cảm cho nên lát họ ghét, lát họ thương, lát họ vui, họ lát buồn. Chỉ có cái điều là họ chưa vững thôi, chứ họ chưa phải là những chúng sanh không còn biết gì nữa hết. Cho nên mình cũng có hữu tình này, cho nên mình mới giận họ đó. Họ thấy mà họ, mình thấy họ nóng lạnh, mình cũng nóng lạnh theo đó. Mình nói cái bà đó nóng lạnh muốn chết, bữa tôi bực. Mình còn bực chúng sanh nóng lạnh, nghĩa là mình cũng trồi lên hụp xuống giống họ rồi đó. Có nhiều khi mình, thí dụ như mình nói, có nhiều khi mình nói, trời ơi tôi thấy cái người đó khùng muốn chết luôn. Có bữa thì vui vẻ, có bữa thì bực bội, cái diện mạo khó chịu. Mà bởi tôi thấy nó vậy, cái bữa nào nó không chào tôi ghét, tôi đâu có chào lại. Vậy là mình cũng giống họ rồi. Họ không chào mình, cái mình không chào lại. Chứ có gì đâu phải khoe. Chứ nếu mà phải nói trời ơi nó có chào tôi đâu, vậy mà tôi vẫn phải chào nó. Chào để làm gì? Để hóa độ cho họ. Cho nên quý vị nhớ, mình bỏ Phật chứ Phật không có bỏ mình. Có bao giờ mà Phật tuyên bố một câu là chúng sanh can cường quá, thôi đừng độ họ không? Không. Chúng sanh can cường thì Bồ Tát Địa Tạng mới ở dưới địa ngục mãi, chưa có lên được trên này. Thấy không? Rồi chúng sanh còn khổ, cho nên Quan Âm Bồ Tát vẫn còn phải sao? Lặn lội, cực nhọc vì mình. Cho nên mình phải thấy được cái chỗ đó là thương xót loài hữu tình là ý quả tối thắng. Nếu mình không có được cái ý quả tối thắng thì mình đi cũng không tới. Thí dụ mình chăm sóc một người bệnh đó, mình hứa mình chăm sóc họ, thì thưa đại chúng, cái người bệnh họ có dễ chịu không? Không. Có nhiều khi lúc họ mệt nhọc họ có thể bực bội, hoặc là họ bị thuốc hành, họ uống thuốc vô họ bị side effect, họ bị có những cái trạng thái khó chịu. Mình phải thương. Mình giúp, mình nuôi một người bệnh mà không hiểu người bệnh thì cái việc làm của mình khó mà trọn vẹn được. Tại vì mình có thể bỏ họ nữa chừng. Còn nếu lòng mình lúc nào cũng hiểu đây là một người bệnh thì chúng ta sẽ sava, nghĩa lúc nào cũng thông cảm. Lúc nào mình nói theo tiếng nửa Việt mà nửa người Tiều là xứng sái. Thôi cái gì cũng xứng sái đi. Xứng sái là gì? Du di dễ chịu đi. Bởi vì mình biết họ là bệnh. Cho nên bây giờ một trong những cách mình tập là nhìn chúng sanh, mỗi người ai cũng có bệnh. Mà quý vị có đồng ý là mỗi người đều có bệnh không? Bệnh thân thì cũng có, mà bệnh tâm thì tràn lan. Nhiều khi còn trẻ, thân bệnh thì không có, mà tâm bệnh thì ghê gớm. Mà nhất là cái thời buổi bây giờ, chúng sanh tâm bệnh còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Vì có nhiều khi cái nhu cầu của chúng sanh lớn quá. Cái nhu cầu là gì? Cái tham cầu lớn quá, rồi không đủ thì họ bực. Không đủ thì họ bực. Ví dụ như giờ có nhiều người họ muốn ở nhà cao cửa rộng mà không được, để bằng với người ta họ cũng khó chịu bực bội. Họ muốn hơn này, muốn hơn kia, họ thấy người này có, họ không có, họ buồn. Cho nên chúng sanh bây giờ thời buổi này cái tâm bệnh nó cũng lớn lắm. Cho nên mình phải có cái tâm thương loài hữu tình. Nếu mình có được cái tâm đó thì mình làm việc gì cũng trọn vẹn, thì lúc đó mới gọi là ba la mật. Thưa đại Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng nha, kinh nói rằng chúng ta cần phải có 7 cái tối thắng này để thực hiện cái chữ ba la mật của mình cho nó trọn. Một là mình phải có an trụ tối thắng, y chỉ tối thắng và ý quả tối thắng. Ý quả tối thắng là thương xót chúng sanh. Có cái tâm đó thì không có bỏ họ nữa chừng. Rồi có cái tâm Bồ Tát thì không có lui sụp nữa chừng. Tới nơi tới chỗ này. Chúng sanh mỗi người mỗi kiểu. Mai họ, hôm nay họ nói mình vậy chứ mai họ nói khác rồi đó. Mai họ đối với mình kiểu này là mốt họ nói khác rồi đó. Trong khi họ đang nhờ mình đó, là họ được lắm nha.
xong việc rồi là coi không được á. Nhưng mà không có sao, mình cứ nghĩ vậy nè, mình cứ nghĩ vậy. Có nhiều khi á, sáng ra trước khi đi làm mình đánh phấn tha son, mình làm diện mạo coi được lắm, nhưng mà tối ngủ về không ai để mặc vậy ngủ hết trơn, phải rửa. Rửa rồi không có trét gì nữa hết. Trời ơi, nhiều khi nhìn khác trời vực với hồi sáng. Phải không? Rồi thì thôi, giờ mình có hình ảnh để quán chiếu chưa? À, tự mình nhìn mình cũng thấy mình lạ hơn hồi sáng à. Tại vì mình làm cái diện mạo lên, nhìn nó đỏ, nó đẹp, nó hồng. Chỗ nào đen ra đen, chỗ nào đỏ ra đỏ, chỗ nào xanh ra xanh, chỗ nào hồng ra hồng, cho nên nhìn đẹp. Đẹp là đẹp theo cái chúng sanh mình nhìn đó. Nhưng mà hễ mà mình rửa cái mặt mình đi rồi thì mình trở về nguyên trạng thái của mình là gì? Trắng dờ, trắng dạch. Cái mình mới nói đó, hồi sáng mình khác, tối mình khác. Bản thân mình nè, cái diện mạo mình cũng khác rồi. Xin lỗi, nhiều khi mình đi ra đường mình mặc bộ đồ thật là đẹp, nhưng mà khi về tới nhà rồi thì mình thay một chiếc áo rất bình thường. Mà chiếc áo bình thường đó đó, mình mới mặc cả một đêm ở nhà. Còn cái chiếc áo đẹp đó, mình chỉ mặc bề ngoài đi chợ, đi chơi, đi làm thôi. Cũng như thế, cuộc đời này nó cũng vậy. Cái mà nó cũ cũ mà nó bình thường đó mới chính là các mình. Còn những cái hiện tượng đặc biệt đó, nó ở chỉ xuất hiện những trường hợp đặc biệt thôi. Quán như vậy, thấy như vậy, để mình lấy cái tâm của mình trang rãi cho tất cả mọi người. Hồi ở Việt Nam đó, lúc mình nghèo đó, bộ đồ đẹp mặc ngày nào? Mấy ngày Tết thôi, nhiều khi được có mùng 1 hoặc mùng 2 cũng cất rồi chứ không dám để nữa. Mà cất kỹ, thấy không? Rồi có cái gì sang sang là tiệc tùng mới dám rang ra, chứ ngày thường ai mang đó làm chi? Phải không? Vàng vòng mình có là để tiệc tùng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mấy bà cụ có cái đầu tóc mượn. Quý bác nhớ cái đầu tóc mượn chứ gì? Mà cái đầu tóc mượn đó là chỉ ụp lên đi ăn đám cưới thôi. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ cụ nào bác nào mà chải tóc mà lấy cái lược dày mà chải ra rồi dính tóc vậy nè, cái là hay giữ lại lắm, để chải, để kết vô cái đầu tóc mượn cho nó khác khác một chút. Tại vì càng già rồi thì tóc nó rụng. Mà hồi xưa Việt Nam làm gì có các loại shampoo để bừa tóc gội đầu. Trời ơi, nhiều khi có một cục xà bông, kêu là cục xà bông đá, giặt đồ cũng nó, lát rửa chén cũng nó, gội đầu cũng nó, tắm trên người cũng nó, có một cục xà bông đó mà xài xuống, không có phân biệt cục xà bông gì hết trơn á. Còn qua đây rồi thôi, xà bông này gọi rụng tóc, cái này trị da khô đồ đủ thứ các kiểu hết á. Nhưng mà rốt cuộc rồi sao, cũng dùng một mục đích là tẩy sạch cái người. Có ai lỡ rờ mình có láng không? Thấy không? Nhưng mà tự mình diễn đạt đủ thứ, để rồi mình tìm mỗi cái này cái kia, để rồi người ta có cái thị trường người ta buôn bán. Mình phải quán chiếu như vậy. Quán chiếu như vậy để mình thấy mình nhẹ lòng với tất cả mọi cái hiện tượng khi nó thay đổi trong cuộc đời này. Rồi bây giờ cái thứ ba rồi phải không? Bây giờ cái thứ tư phải có tối thắng là sự nghiệp tối thắng. Sự nghiệp tối thắng là sao? Tất cả Phật Bồ Tát hay chúng ta trong cuộc đời này, ai cũng có một sự nghiệp của chính mình. Ví dụ như bây giờ, một anh ca sĩ, một cô ca sĩ, sự nghiệp của họ là đi ca hát. Thì khi mà họ đi ca rồi á, ai mời là họ đi, miễn người ta trả tiền đủ. Còn cái chuyện chỗ đó người ta gây quỹ được nhiêu, lời lỗ, khán giả ít, khán giả nhiều, họ đâu có biết. Bổn phận tôi lên hát là tôi cứ hát, hát đủ 3 bản, 7 bản xuống, quý vị trả tiền tôi đi về. Rồi nhiều khi vì sự nghiệp của mình phải giữ. Ví dụ như trước mặt đám đông không có nói những cái lời nói khó nghe, phải cử chỉ, phải dễ thương, trao chuốt cái lời nói để làm cho mọi người vui vẻ vì sự nghiệp của mình. Phải không? Mình tu cũng vậy. Ai cũng có cái sự nghiệp giác ngộ của mình.
Thì đừng vì những cái phiền não là nhỏ nhất, đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta làm hư sự nghiệp của mình. Cho nên đó, một cái sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Là độ sanh. Sự nghiệp của Bồ Tát là độ chúng sanh. Tại vì sao? Thì các vị đã hoàn tất cái công việc của cái sự tu của mình rồi. Giống như sự nghiệp của một vị giáo sư là gì? Dạy cho học trò. Mà dạy học trò thì nếu mà học trò nó giỏi hết thì mình nhẹ, tức là mình chỉ thôi, rồi nó học tới đâu rồi mình chấm điểm tới đó. Nhưng trong một lớp ít nhất phải có vài đứa học dở, mà chính những đứa học dở đó, đó nó mới tìm tới ông thầy để nó học thêm với ông thầy. Và ông thầy không thể nói rằng thôi con đi về đi, thầy bận lắm, thầy không có thể giúp. Đó là không trọn vẹn sự nghiệp của người thầy. Người thầy là phải dạy có học trò, mà đứa học trò nó dở thì người thầy phải quan tâm, vì đó là cái đạo đức của người thầy. Còn cái đứa học trò mà nó giỏi thì có gì đâu nói. Nhưng mà nếu mà nó dở là mình phải dạy. Mà nếu mình đòi tiền nó nữa thì mình cũng làm, nhưng mà trong cái đó nó thiếu cái đức. Cho nên thường thường người ta hay dùng đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp là gì? Là anh phải có cái đức trong khi buôn bán hay là làm việc. Thí dụ bây giờ mình buôn bán phải có lời, nhưng mà lỡ một cái người nghèo họ tới, mình phải đặc biệt bớt cho họ. Hoặc là thậm chí nếu mình có khả năng, thôi cho họ, mình lấy của 10 người thì thôi giờ mình cho một người. Cái đó là gì? Đó là cái đức của người làm ăn. Mình lời trên những người khác, nhưng mà thỉnh thoảng có những người mình hoàn toàn cho họ, hoặc là mình lấy vốn, hoặc là mình chịu lỗ mình cho họ luôn. Vì thật sự ra cái cho đó nó không bao nhiêu hết rồi, mà mình đã lời trên nhiều người khác rồi. Phải vào ví dụ như vậy để đại chúng hiểu thế nào là sự nghiệp của người, của một người. Người làm ăn là một sự nghiệp lớn, đừng vì những cái nhỏ mà đánh mất đi cái sự nghiệp của mình. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mình tạo cái phước. Cho nên thỉnh thoảng có những người nghèo người ta tới với mình đó, là mình phải mừng, là vì lúc đó là cơ hội để mình tạo phước. Chứ bây giờ á, mình ăn lời trên 100 người, 1000 người, không có ai để mình làm một cái phước gì hết, cũng ổn đi. Phải không? Giờ có một người nào đó họ tới họ trình bày, nói tôi nghèo, tôi cần giúp đỡ, mình giúp cho họ. Một là mình bớt giá, hai là mình bán bằng giá, bán vốn, ba là mình cho không, để cái đó là cái đức của người làm ăn. Thì một vị thầy, một ông thầy giáo cũng vậy, dạy cho học trò là bổn phận của mình. Còn cái chuyện mà nó có lì xì cái gì không phải là cái chuyện chính. Hồi xưa những thầy mà dạy học trò không bao giờ người ta lấy tiền học trò kiểu đó, mà thậm chí phải đem hết tâm lực dạy cho người học trò đó, vì mình thấy được người, chính người học trò này là người tiếp nối cho mình và lấy cái sự nghiệp đó. Cũng giống như Pháp Hòa thấy những nhạc sĩ của người Việt Nam mình, không có người nào có một cái bản quyền về những bản nhạc của họ hết. Ai muốn hát thì hát, mà càng hát thì họ càng vui. Tại vì người nhạc sĩ đó đã lấy cái đời của họ, những cái tác phẩm đó là tinh thần, chứ không phải họ ráng nặng cái tinh thần đó ra để kiếm tiền mà sống. Cho nên quý vị thấy có những người nhạc sĩ Việt Nam rất nghèo, trong khi đó nhạc sĩ Mỹ thì sao? Rất giàu. Họ bán một cái bản nhạc, cái bản quyền của họ lên bạc triệu, nhưng mà người ta hát cái bản nhạc của họ, người ta vẫn thấy họ với tiền, chứ họ không thấy họ với là cái tác phẩm tinh thần. Nhưng mà nhạc sĩ Việt Nam mình khác. Mỗi một nhạc sĩ viết nhạc ít nhiều đều có những tâm tư, những cuộc đời của họ nằm bàn bạc trong những bản nhạc của họ. Cho nên khi nói về nhạc sĩ đó, người ta có chuyện để người ta nói, nhắc hoài, nhắc mãi. Và thậm chí mời nhạc sĩ đó lên, xin ông chia sẻ cho chúng tôi biết ông viết cái bài nhạc này trong tình huống nào. Thì ông cũng tâm tình, khi đó tôi là một nhạc sĩ nghèo, tôi thương cô đó hay cái gì đó trong cuộc đời của họ, họ viết ra những đó. Thành thử mình thấy được cái tâm tư của họ trong cái bản nhạc đó. Một người mà người ta viết ra một cái tác phẩm hay như vậy, người ta không vì tiền người ta bán, vì họ đó là một cái tác phẩm tinh thần của họ. Có phải không? Chơi một cái người tu cũng vậy. Quý vị có thấy những băng giảng của quý thầy không? Mình không có cái vấn đề gọi là bán buôn. Nhưng mà cái người mà lấy lại những cái bài giảng đó
để mà sao chép lại truyền bá cho người khác phải trung thực, không được thay đổi, không được thay đổi tên tựa của những cái bài giảng đó, và không được lấy hay là cắt xén những cái gì trong đó, phải để nguyên nội dung như vậy. Vì người ta nói là đó là cái chuyện mình thích cái bài đó, mình muốn phổ biến thì mình được quyền phổ biến, nhưng phải trung thực, không được cắt xén, không được đổi tựa, không được vì cái chuyện gọi là vì muốn kiếm thêm tiền mà chúng ta đổi những tựa để thầu mong cho người ta mua nhiều cái đó. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một sự nghiệp. Ở đây vì sự nghiệp độ sanh mà các chúng ta phải cố gắng, vì cố gắng như vậy thì sự nghiệp của mình mới trọn. Quý vị thấy các thầy đi xuất gia tu hành cả đời đâu có đi làm kiếm tiền, rồi qua tới hải ngoại là người nào cũng nỗ lực để làm những đạo tràng tu học cho Phật tử. Những sóng gió trong cuộc đời, những phong ba, những bão táp, nhưng các thầy không có chùn bước, các thầy vẫn tiến đi trên cái con đường của mình. Mình nhìn vào các thầy, mình nói các thầy có một sự nghiệp lớn. Sự nghiệp của các thầy là nếu các thầy mà an hưởng một mình thì khỏe rồi, kiếm am, kiếm thất, ở tu sướng rồi. Nhưng mà không, mở đạo tràng để mà hóa độ, mà chấp nhận mở đạo tràng để mà tiếp độ mọi người, thì quý vị thấy đâu phải bình thường. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị biết nấu ăn ngon, quý vị nấu ở nhà, quý vị ăn khỏe rồi, nhưng mà mỗi khi mở nhà hàng bán cho người ta thì phải làm sao? Phải chấp nhận cái khen, cái chê, phải không? Chấp nhận khen chê, chấp nhận bình luận, tại vì mình bán cho người ta ăn. Mà người ta ăn, người ta có quyền phê bình. Thậm chí vô ăn, muốn ăn free, bóc dáng, bóc ruồi, bóc tóc gì đó bỏ vô để ăn free. Nhưng bây giờ mình có vì cái chuyện nhỏ đó mà mình cự với họ không? Không. Chấp nhận, tôi xin lỗi, thôi bữa nay quý vị được miễn phí cái dĩa ăn này. Họ đi ra, mình lỗ một dĩa mì xào, một dĩa cơm chiên, nhưng mà yên, họ không quậy. Mình phải thấy việc lớn, đừng có thấy cái việc nhỏ. Ê, tiếc rẻ nó mấy thằng bạc của họ rồi làm lớn chuyện lên cái sự nghiệp nhà hàng mình nó nguyên. Mình gây cho người ta cái sự chú ý về cái sự nhà hàng của mình. Mình tu hành cũng vậy, vì cái sự nghiệp giác ngộ độ sanh của mình mà mình. Cho quý vị thấy làm việc lớn mà thiếu nhẫn nhục làm được đâu. Nhẫn nhục là cái gì, là cái phương tiện, là cái bảo vật. Hồi xưa người ta nói câu như thế này nè: nhẫn nhục thị châu báu, bất nhẫn thị tai ương. Nếu mình được nhẫn nhục đó là châu ngọc, mà mình không nhẫn nhục thì tai họa nó tới với mình. Cho nên người tu cũng vậy, đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Làm việc gì bất cứ thiếu nhẫn nhục thì không thể nào làm được. Một đứa học trò đi vô học mà không có nhẫn nhục thì học trò không thành công. Và vì không nhẫn nhục cho nên ôm lòng uất hận, một ngày nào đó cái uất hận đó nó bộc phát lên tới tột độ, nó đi hành hung người khác. À, nó đi làm gì? Nó đi khủng bố người khác. À, cho nên có những người học sinh đó, họ cầm súng họ vô trong trường họ bắn xả gì đó, không phải họ thù ghét ai hết, nhưng mà tại vì có thể một người nào đó làm áp lực với họ, ăn hiếp họ, họ không nói được, họ chất chứa lâu ngày, họ không tiêu hóa được cái đó. Lâu ngày họ thấy mọi người xung quanh họ, hoặc là họ nhìn mọi người xung quanh họ với cặp mắt là ai hình như cũng nghi ngờ họ, ai hình như cũng không tốt với họ, cho nên họ mới có thái độ như vậy. Cho nên sự nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Sự nghiệp của chúng ta là thực hiện cái trí tuệ giác ngộ, cho nên vì việc đó cho nên chúng ta không lùi sụp. Cái thứ năm là gì? Là xảo thiện tối thắng. Chữ xảo thiện là gì? Là phải trụ nơi trí vô tướng, rõ suốt tất cả pháp như huyễn, xa cách mọi chấp trước. Chữ xảo là gì? Chữ xảo nghĩa là gì? Là khéo. Chữ xảo nghĩa là khéo. Thí dụ mình nhìn một cái bức tranh ta vẽ, mình nói trời ơi, bức tranh này vẽ rất là tinh xảo, xuất sắc,
rất là khéo. Chữ xảo này không có nghĩa, thấy không? Chữ xảo là rất là tinh vi, rất là khéo. Thì chúng ta cũng vậy, đã thấy được tất cả các pháp, rõ được các tướng, cho nên mình dễ dàng lắm, có gì khó khăn đối với mình hết. Thưa đại chúng, cái thời của Phật không có cái áo tràng để đi chùa. Thời Phật là cư sĩ mặc đồ trắng, chỉ cần đi chùa mặc bộ đồ trắng đi vô chùa là được rồi. Mẹ tượng trưng cho sự trong sạch là tinh khiết, cho nên cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng. Nhưng mà giờ thời buổi giờ Phật tử đi chùa, chúng sanh thích không thích đồ trắng, thích đồ màu xanh vàng đỏ trắng cam, rồi mặt nó hở hang, nhiều khi nó không tôn nghiêm, cho nên các tổ mình mới chế cái áo tràng. Chế cái áo tràng để làm gì? Để hầu giúp cho chúng ta thân trẻ tướng trang nghiêm khi đi vào những chỗ trang nghiêm. Rồi dạ hết thời gian cái áo tràng này nó bình thường quá, cái giờ muốn để cho Phật tử có cái gì hấp dẫn họ một chút, đặc biệt một chút, cái chế cái miếng vải chồng cái cổ có chữ Nam Mô Di Đà Phật đeo lên vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng vậy. Trời ơi, đeo cái đó với hãnh diện lắm. Tôi là member. Không có. Mình là member của Phật. Nhưng mà nhớ cái miếng vải mà chồng lên cổ đó, biết nó kêu cái gì Pháp Hòa cũng không biết nữa. À, rồi có người thì kêu là cái pháp y đó, có người là kêu cái miếng gì đó. Nhưng mà nhớ cái đó chỉ là phương tiện thôi, đừng có dính nó. À, ai đeo cái này lên được đứng trên, ai không có đứng dưới. Mà nếu mà mình hiểu được những cái đó chỉ là những phương tiện, đó là những phương tiện, những hình thức, đừng có chấp trước đó. Rồi hồi xưa Phật tử ở Việt Nam mình đó, thọ tại gia Bồ Tát giới cũng chỉ cái áo tràng này mặc cả đời, chứ có thay đổi, có thêm thắt gì đâu. Rồi bây giờ qua tới hải ngoại, cái ai thọ Bồ Tát giới cái cho thêm cái tấm y màu nâu đắp. Trời ơi, cái mình tưởng cái y nâu đó là cả thế giới này, cả cái gì nó ghê gớm lắm. Đắp cái y nâu đó lên cái mình có những cái thái độ, những cái hành xử nó không dễ thương. Mình nghĩ mình là cao ráo hơn người khác đó. Nhưng mà không phải vậy. Thành nữ nếu mà có được như vậy á, thì có làm gì đi nữa nó cũng chưa phải là ba la mật, vì cái tướng đó mà làm mà. Cho quý vị thọ Bồ Tát giới á, phải phát tâm thật tâm muốn thọ để tu. Còn nếu thọ vì bạn tôi thọ theo, tôi không thọ thì tôi thua xuất họ. Hay là tôi phải thọ để tôi được cái y đó, tôi đắp tôi ngồi ngang hàng, đừng có thọ kiểu đó. Nếu thọ kiểu đó thì chỉ có thọ mà không có ba la mật. Tại vì mình không phải là cái chuyện gọi là mình dính vào cái tướng để mình chạy theo mà. Cũng giống như nãy vậy đó, chúng sanh nó dễ thương mới giúp, nó dễ ghét nghĩ rồi đừng giúp, thậm chí còn kêu gọi nó chứ đừng giúp nhỏ nữa. Tôi nè, tôi giúp dữ lắm mà, thấy không? Mà giờ tôi còn bỏ nó rồi. Thấy không? Chị không nghe là tôi mai mốt và chị buồn, chị khổ, chị đừng kêu tôi nghe. Đó, mình đã bỏ chúng sanh rồi mình còn rủ thêm ta nữa. Quý vị không có thấy Bồ Tát, các vị Bồ Tát không bao giờ nói chuyện kiểu đó trong kinh nha. Bồ Tát Quan Âm mà gặp mình là nhiều nhất trong bốn Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. À, Bồ Tát mà thường xuyên nghe mình nhiều nhất, gặp mình nhiều nhất là ai? Quan Âm. Tại chuyện gì mình cũng đéo ngay hết á. Không có chùa nào mà không có tượng của Ngài. Không có nhà Phật tử nào chín nhà cũng phải hết, 10 nhà cũng hết, chín nhà có Ngài rồi. Cho nên Ngài là cái người gần mình nhất, hiểu mình nhất. Và thậm chí đôi khi mình cũng ăn gian với Ngài nhất. À, mình nói Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho con hết bệnh kỳ này con xuống tóc. Cái tới hồi hết bệnh rồi thôi xin cho con nhá kéo. Phật biết, Ngài biết mình nhiều nhất mà Ngài không bao giờ Ngài gọi điện thoại cho Văn Thù. Ngài nói trời ơi, bữa nay tôi bị Diệu Bông gạt chứ. Tôi bị ông Thiện này, ông kia gạt hào. Bồ Tát không bao giờ gọi phone cho nhau, biểu đựng giúp cô đó. Trời ơi, bữa hôm hứa cái chùa cúng này, cúng cái tượng của tôi đó, bằng ngọc lúc bệnh á. Mà tới hồi hết bệnh rồi cúng tượng xi măng. Đó, Bồ Tát Quan Âm cũng không bao giờ gọi cho Phổ Hiền, nó đừng thèm giúp cái cô đó, cái ông đó, không bao giờ. Nhưng mà mình có không? Có.
mình không ưa ai là hết nửa thế giới biết. Mà thời buổi bây giờ á, là cái thời buổi bây giờ mà lan truyền cái kiểu đó nó còn tinh vi hơn nữa. Bây giờ ha, mình bỏ lên Facebook nha, mình gửi email nha, mình tạo YouTube nha, rồi gì nữa, mình send message nha, rồi thậm chí mình đã còn ăn gian hơn nữa, mình Photoshop hình ảnh, mình cắt xén chữ nghĩa để mình làm hại người kia người nọ nữa. Cho nên mình làm gì đó không có tối thắng, mà mấy cái đó là tối thắng dữ lắm. Ở đây Pháp Hòa muốn giới thiệu là trong kinh dạy làm thế nào được tới cái chỗ tối thắng đó, làm thế nào để chúng ta được ba la mật. Muốn có ba la mật phải đủ 7 cái tối thắng, trong đó có cái xảo thiện. Xảo thiện là sao? Nghĩa là chúng ta đừng có chấp trước. Cái hình tướng gì đi nữa cũng chỉ là phương tiện. Tại vì sao? Biết tất cả các pháp như gì? Như huyễn, như mộng. Bình hoa này đẹp lắm, chưng rất dễ thương, nhưng mà nó cũng huyễn thôi. Tại 2 tuần nữa nó héo, 2 tuần sau nó héo. Cái thân của chúng ta cũng như huyễn nè. Có thể ngồi đây có những Phật tử đã từng gặp Pháp Hòa cách đây 10 mấy năm trước. Bây giờ nhìn lại quý vị có thể Hòa nhìn không ra, tại quý vị cũng thay đổi. Mà quý vị cũng nhìn Pháp Hòa chẳng qua là biết cái tên, chứ còn cái tướng đổi, phải không? Thành thử ra cái tất cả cái gì có tướng, cái đó là huyễn. Nhớ vậy. Hễ cái gì có hình tướng, cái đó là giả có tạm, nó sẽ thay đổi. Có tướng thì có thay đổi. Mình có tóc thì tóc phải đổi màu. Mà mặc dù nó ngộ cái là trước kia nó không hề có tóc bạc, tự nhiên bước qua tuổi 40 cái ở đâu bạc từ từ vậy. Lá vậy. Hồi mình còn trẻ mình cũng rầu nhiều chuyện lắm mà ít nhăn, tự nhiên bước qua cái tuổi 40 nhăn, tự nhiên nhăn là mình nhiều nhăn mà không bao giờ mình muốn. Mỗi mình khi mình thấy nó nhăn là mình cũng nhăn theo, nói trời sao nhăn dữ vậy. Thế này thế kia. Rồi mày hiểu được cái xảo phương tiện không? Xảo thiện là gì? Là mình phải trụ vào cái tướng, mình trụ vào cái chuyện là mình rõ tất cả các cái tướng đó để tâm của mình đừng có thay đổi. Đời mọi hiện tượng hình tướng thay đổi nhưng mà tâm mình vững vì mình biết đó. Cái thứ sáu là gì? Hồi hướng tối thượng. Hồi hướng tối thượng là sao? Là mình hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh phải có cái câu này nè: lại đấng tam giới tôn, quy mạng 10 phương Phật, nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh gì thế, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Hồi hướng vô thượng không? Chỉ mình nói là trên đó thì đền 4 ơn nặng, dưới thì cứu khổ 3 đường. Nguyện cho ai thấy con tụng kinh, nghe con tụng kinh đều phát tâm Bồ Đề, khi họ chết đi họ được sanh về cõi cực lạc. Rõ ràng là hồi hướng quá đẹp. Chứ đâu có ai nói nếu có ai thấy nghe đều phải khen con tụng. Nếu có ai thấy con đều phải khen con đẹp. Nếu có ai nghe con đều phải khen con tụng hay. Cái đó không phải là hồi hướng vô thượng. Rõ ràng cái câu mình tụng không? Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Thế thì mình tụng kinh là mình hồi hướng cái đó, chứ mình nào hồi hướng cái thấp bé lè phè dưới này. Phải không? Có được cái hồi hướng đó là hồi hướng tối thắng. Mà hồi hướng tối thắng được như vậy rồi thì lỡ ta nói sao bữa nay tụng kinh dở ẹt vậy, trời ơi cũng bình thường. Tại hồi nãy rõ ràng tôi nói phát tâm Bồ Đề cái chuyện đó chứ đâu có khen tôi. Cho nên giờ họ có chê tôi không buồn. Tại hồi nãy khi tôi tụng tôi không cầu khen,
thì tôi cũng không buồn khi bị chê. Thầy biểu tôi tới, hôm nay Phật tử có chùa có khách, thầy biểu tôi nấu. Vì thầy cũng biết khả năng tôi tới đó, thôi thầy biểu tôi nấu hơn nổi. Nấu xong ra chê cái buồn. Thì thật sự cái đó không phải mình dở, cái đó chuyện bình thường. Cái hay là chỗ này nè, thoáng rồi thôi, chứ không có bỏ. Chứ Pháp Hòa không nói quý vị không buồn, tại nếu không buồn là mình không phải chúng sanh. Có chúng sanh là phải còn buồn vui khen chê. Nhưng mà cái khổ của mình, cái thua của mình, cái không tối thắng của mình là buồn xong mình bỏ. Quý vị bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, sống với chồng với vợ, hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm, có từng gây gỗ không? Có từng hò hét nhau không? Mà thậm chí có từng bực bội những cái tật của ổng không? Vậy mà rốt cuộc rồi cũng phải sống cho tới hết, tới già tới chết. Tại sao? Tại vì mình biết rồi, tất cả đều là duyên. Nhiều khi mình tránh duyên này mình gặp duyên khác làm sao? Thôi duyên nào một duyên. Nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Chạy ông mồ bắt ông mã. Cho nên hiểu được như vậy. Rồi cuối cùng cũng qua hết. Chính cái qua đó mai mốt con mình nó hụt hẫng, mình nói con à, con sống trong gia đình mấy mươi năm, con biết cái tật của ba con mà mẹ vẫn chịu đựng được. Cái chịu đựng không phải khổ đau, mà chịu đựng đây là mình chấp nhận cái người đó là ai, để mình nâng đỡ, mình sống với họ. Thì chính cái đó là cái bài học để mình dạy cho con. Trời, hôm rồi có một Phật tử kỷ niệm 25 năm ngày đám cưới, xin về chùa làm lễ, Pháp Hòa chấp nhận liền. Và Pháp Hòa bày cho quý vị đó trong cái lời mời. Thứ nhất, để cảm ơn Tam Bảo. Vì không có Tam Bảo giáo Pháp, Phật Pháp, thì con không học được hạnh nhẫn nhục, nhu hòa, thì vợ chồng không có đến nơi đến chốn. Thứ hai, ân đức của tổ tiên. Nhờ tổ tiên mà con nương vào cái đức hạnh tổ tiên mà con lướt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba, buổi hấp hôn này hay là buổi kỷ niệm này là một bài học để dạy cho các con của con. Cha mẹ đã trải qua một phần tư của cuộc đời, những sóng gió cuối cùng rồi cũng được như thế này. Hôm nay lễ này là để các con nương vào đó để học hành. Cho nên mỗi một cái việc gì chúng ta làm đó, chúng ta phải quán chiếu đến cái lớn rộng. Như nãy Pháp Hòa nói, đó là sự nghiệp á, hay là xảo thiện đó, thì mình phải nhắm tới cái chỗ cao đó mình hồi hướng. Đừng nghĩ tới cái nhỏ mà chúng ta bỏ bê cái lớn. Cái đó quý vị biết trong Đạo Phật gọi là cái gì hồi hướng không? Hồi hướng gì? Hồi tiểu hướng đại. Mình chỉ là cái nhỏ, cái việc lớn. Thí dụ nè, mình giận, mình la sùm lên trong khi nhà có khách. Nhà đang có khách phải giữ yên thấm, nhịn ông chồng, nhịn bà vợ, nhịn đứa con là hồi tiểu. Để chi? Hướng đại là khách người ta ở trong nhà mình, ta không có khó chịu. Hiểu ý không? Như vậy thì cái hồi hướng tối thắng là chúng ta biết nhìn rộng, để chúng ta thấy mình chỉ là một cái tiểu ngã, mình chút xíu thôi. Mình là một giọt nước, mình là một hạt nước, mình là một cái hạt bụi trong đám, thì không có gì vậy mình làm cho nó tung tóe lên. Thấy được như vậy gọi là tối thắng. Cho nên mình làm cho mọi việc nó đến ba la mật. Việc gì mình thấy, mình biết, nhưng mà thôi, vì việc lớn mình phải nhẹ nhàng để cho nó yên tĩnh. Rồi cái cuối cùng là gì? Thanh tịnh tối thắng. Thanh tịnh tối thắng là sao? Không để bị phiền não, bởi một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Ở đây có ai tụng bài hồi hướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Có đọc câu đó không? Tam chướng là gì biết không? Một là phiền não chướng, hai là gì? Là sở tri chướng, ba là nghiệp chướng. Ba cái này gọi là tam chướng. Vậy thì chướng nghĩa là gì? Chướng nghĩa là nó ngăn che, nó cản trở mình, không cho mình tới nơi tới chốn,
không cho mình thực hiện trọn vẹn cái đó gọi là chướng. Ví dụ như mình đang đi, mình gặp cục đá cản đường, thì cái đó gọi là chướng chứ gì. Nhưng mà cái đó gọi là chướng ngại thôi. Cái chướng ngại là cái vật bên ngoài chúng ta dọn ra được. Còn cái gì bên trong mà nó ẩn uất mình, làm cho mình buông bỏ, cái đó gọi là chướng nạn. Chướng nạn là ở bên trong lòng mình, còn chướng ngại là bên ngoài. Thí dụ mình đang lái xe gặp, ô tôi đang bị một cái vật nó chướng ngại, tôi đi không được, bước xuống dời nó đi. Nhưng mà rồi mình dẫn cái người nào đó, tôi thề chỗ đó có người đó thì không có tôi, mặc dù không có gì chướng hết, nhưng mà trong lòng mình dẫn cái người đó, thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình. Bây giờ Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe cái liên kết của ba chướng nè. Khi mà mình bị một cái, mình bị một cái sở tri, tức là cái nhận biết của mình. Sở là mình, tri là biết. Sở tri tức là cái mình chấp vào cái biết của mình, rồi từ đó mình không còn chấp nhận cái biết của ai nữa hết. Của mình là số một thôi. Cái đó gọi là sở tri. Mà ai làm trật cái sở tri của mình thì mình sao? Buồn, phiền, tức giận thì gọi là phiền, phiền não. Phải không? Sở tri và phiền não chướng. Đó, hai cái chướng đó đó. Hai cái chướng gọi là sở tri chướng và phiền não chướng. Mà vì sở tri chướng, vì phiền não chướng, cho nên mình có thể mình nói những lời không dễ thương, mình hành động những cái cách không dễ thương, thì cái đó gọi là gì? Chướng, nghiệp chướng, tạo nghiệp. Mà hễ mà nghiệp mà nó mình tạo ra rồi thì chính cái nghiệp đó nó chướng ngại mình. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, thì ba chướng đó là gì? Sở tri chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Vì sở tri cho nên phiền não, vì phiền não cho nên tạo nghiệp. Vậy thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ cái chỗ mà chúng ta không thích cái đó. Chữ phiền não là gì? Cái gì không thích thành phiền não, chứ chả có gì hết. Cái anh kia anh ngồi đó mắc mới gì tới mình, mà mình đi ngang nó ngồi thấy ghét. Cái ông đó ăn mắc mới tới mình, nhìn cái tướng ăn không ưa. Cho nên sở dĩ mà mình, cho nên chữ phiền não là vậy đó. Cái gì mà nó tác động vào tâm mình, không để cái sự bình an trong lòng mình nữa, thì nó phiền não hết. Pháp Hòa ví dụ như á, một cái anh, một cái cô đó độc thân, đang sống cuộc đời độc thân rất là nhẹ nhàng, rất thoải mái. Tự nhiên một ngày nào đó cô phải lòng một người nào đó, cổ thương anh chàng đó, thì anh chàng đó giờ trở thành gì của cổ? Phiền não rồi đó. Nhưng mà phiền não êm ái, phải không? Nghe giọng anh đó thích, thấy anh đó cười vui, ăn ngồi được ăn chung với anh đó hạnh phúc. Tất cả những cái đó cũng là phiền não, nhưng mà phiền não êm ái, rồi cũng là một dạng phiền não, cũng y chang người đó. Nhưng mà sau 20 năm nhìn cái tướng ăn thấy ghét, nhìn cái tướng ngồi thấy không ưa. Hồi xưa là rất thích ngồi gần, bây giờ ổng ở đâu tôi né chỗ đó, thì bây giờ cũng là ổng đó, cũng người đó. Nhưng mà bây giờ hồi xưa là phiền não êm ái, bây giờ là phiền não không, không êm ái. Cho nên đừng hiểu lầm, phiền não ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Hễ cái gì nó làm cho tâm mình không còn bình an như thường lệ nữa, đó là phiền não hết. Mà hễ mà mình phiền não rồi thì tâm mình không còn thanh tịnh, phải không? Chữ thanh tịnh là gì? Chữ thanh là trong sáng, chữ tịnh là vắng lặng. Hễ tâm mình trong sáng vắng lặng gọi là thanh tịnh. Mà giờ hãy nhắm mắt lại cũng thấy người đó cười, thì nó hết trong hết sáng rồi đó. Cho nên khi mình bị phiền não rồi thì có thể việc làm của mình không trọn nữa. Dần rước được cái đó gọi là gì? Thanh tịnh tối thắng. Bây giờ Pháp Hòa nói 7 cái tối thắng ôn lại nè. 1 là an trụ tối thắng, 2 là y chỉ tối thắng, 3 là ý quả tối thắng, 4 là sự nghiệp tối thắng, 5 là xảo thiện tối thắng, 6 là hồi hướng tối thắng, 7 là thanh tịnh tối thắng. Nếu chúng ta có được 7 cái này khá khá, không dám nói là gọi là một cách trọn vẹn tối thắng, nhưng mà tập khá khá đi, hoặc là 7 cái mà được 4 được 5, thì ít ra 10 lần buồn định bỏ
ít nhất mình cũng còn rút lại, chứ còn không có để cho nó trôi. Pháp Hòa thưa với đại chúng, cuộc đời này á, ai mình cũng hứa giúp, tại vì mình cũng có lòng từ bi. Nhưng mà mình dễ bỏ lắm. Đó là tại sao Phật không cho người nữ tu nhiều lần. Tại sao? Tại vì Phật biết được tâm lý người nữ. Dễ phát tâm nhưng mà rất khó trụ tâm. Pháp Hòa ví dụ, vui đâu sau đó, thấy ai khổ hứa ào ào giúp nhưng mà chọc mình giận là buông liền, bỏ liền. Thậm chí thí dụ, xin lỗi người đàn ông ta giận gì đấy, ta còn giữ vững được, ta còn bình tĩnh. Còn mình, cái người nữ mà giận cái hay biểu lộ bộc phát, thậm chí xách giỏ đi về cái rụp. Cho nên cái đó không phải là cái xấu, nhưng mà mình phải biết được cái tâm, cái chủng tánh của mình. Ai cũng có cái chủng tánh nam, chủng tánh nữ. Nhưng mình phải lấy cái chủng tánh nam nữ đó chuyển hóa đi, để mình có chủng tánh của Bồ Tát. Tại vì chủng tánh nam tánh nữ là mình vui buồn theo thế gian, còn chủng tánh Bồ Tát là do giác ngộ mà nhìn thế gian. Còn mình á, hễ người nam mình nhìn gì mình thích theo cái cách của người nam thích, người nữ mình nhìn theo cái cách của người nữ thích, mà hai cái đó đều là sao, tùy cái hứng khởi trong lúc đó mà chúng ta khởi, chứ không phải là do cái tình thương chân thật. Mà có được cái đó thì mình mới vững được cái sự nghiệp tu hành của mình. Quý vị hiểu được cái chỗ mà muốn nói vậy. Cho nên ai đi chùa học Phật cũng đều nghe chữ Ba La Mật. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, chữ Ba La Mật là đến bờ kia, chứ không phải nửa chừng. Phải đi nửa chừng mới tới. À, xin lỗi. Phải đi trọn mới tới. Còn đi nửa chừng thì không thể tới. Bây giờ muốn đi trọn thì phải sao? Phải có 7 cái này. Thấy không? 7 cái này gọi là 7 cái tối thắng. Mà chính nhờ 7 cái tối thắng này, một phần nào đó trợ duyên cho mình trên bước đường tu. Thí dụ hôm nào quý vị nghe lại bài này, rồi mình thuộc nó rồi, cái mỗi khi cái việc gì nó đến, cái mình lấy nó ra mình chữa lành nó, để giúp cho mình tiến bộ tiếp. Ví dụ cái người kia mình hứa giúp rồi, mà giờ nửa chừng cái mình muốn rút lui, mà mình biết mình giúp họ họ mới tốt, nhưng mà tại vì mình giận họ có một chút câu nói đó thôi, mình buồn họ vậy đó thôi, mình nhớ lời nói của họ không có quan trọng đâu, cái khổ của họ, mà chính họ khổ cho nên họ mới nói lung tung vậy đó. Cái người mà ta khổ ta hay nói lung tung đó, đừng giận mấy người đó. Mình là Bồ Tát rồi, không có giận lung tung kiểu đó được. Thấy không? Cho nên vượt được cái đó thì mình trọn được cái Ba La Mật. Thôi thì cái đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng hôm nay, là 7 tối thắng trong kinh Phật dạy, để giúp cho chúng ta trọn vẹn cái ý nghĩa của chữ Ba La Mật mà lâu nay chúng ta thường nghe nói. Và các thầy thường hay khuyên chúng ta, nhẫn nhục Ba La Mật là nhẫn trọn vẹn, nhẫn cho rốt ráo. Nhưng hôm nay mình hiểu sâu hơn nữa, thế nào để giúp chúng ta, trợ duyên cho chúng ta đến được chỗ rốt ráo. Trong kinh Đức Phật nói, sự tinh tấn của mình giống như là người chèo thuyền đất mà qua sông. Quý vị thấy không? Thuyền gỗ thì còn trội nổi trên sông, chứ thuyền đất mà bỏ xuống, một cái chiếc thuyền làm bởi đất sét mà bỏ xuống sông, sao mà nó nổi được. Vậy mà Phật nói mình phải tinh tấn như người đi thuyền đất mà qua sông, thì nghĩa là chúng ta bước lên thuyền đó rồi, chúng ta phải chèo cho gấp, cho lẹ, không có chần chờ. Vì chần chờ là nước nó thấm vô đất sét đó, nó sẽ chìm, nó sẽ rã, nó không thể nào mà nó tới bờ được. Phật dùng cái hình ảnh dễ sợ như vậy đó. Rồi bây giờ Pháp Hoài đưa cái hình ảnh thứ hai đại chúng quán chiếu ha. Nếu như một mình đang ngồi trong một căn nhà đang bị người ta phóng lửa đốt cháy, thì chúng ta phải là cái người chữa lửa liền hay là chạy rượt theo cái anh đốt nhà? Rồi mình có câu trả lời cho chính mình. Tu hành cũng như vậy, chúng ta phải chữa liền cái lửa sân si nó đang đốt mình, hay mình đi tìm cái kẻ chọc mình giận. Tôi chọc ghẹo gì chị mà chị phá tôi? Nhưng mà mình quên hỏi là, ủa tôi phá à? Phá chứ anh không giận thôi chứ mắc chi. Thí dụ vậy. Nhiều khi mình hỏi xong ta hỏi ngược mình lại, phải không? Thành thử ra có một người học trò tới nói với người thầy: thưa thầy,
tâm con bị động. Ông thầy trả lời, vậy con đừng động tâm. Thôi chúc đại chúng vui vẻ, buổi tối. Quý vị có ở đây, có ai ở xa, có cần phải đi về không? Xa là ở tiểu bang này, tiểu bang nọ vậy đó. Chứ không phải nhà con tới 20 phút lận đâu nha. Còn là cho các vị khoảng 50 phút để các vị có cái câu hỏi gì thì các thầy hỏi thành Phật Hòa đây. Xin đại chúng nhà đây có cơ hội mà tất cả các vị có thể có những nghi vấn gì trên cái bước đường các vị học Phật thì các thầy hỏi thầy đây. Xin đại gọi chủ phòng có cuộc họp. Em vừa nãy hơi có dàn rồi cái mình đã bao giờ là một kia thì trong đó có một cái bao giờ là tâm kinh, như vậy thì cái bờ bên kia cũng phải được cái tâm kinh đó hay không, hay là do đạo hữu hỏi là có cái câu gọi là Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy có phải tâm kinh đó là bài kinh? Hiểu hiểu câu hỏi kế là gì? Có phải bài kinh đó là bờ bên kia không? Dạ. Dạ thưa, hồi nãy mình nói đó, trong 6 cái Ba La Mật mà Bồ Tát có đó, hay là chúng ta tập tu đó, trong đó có trí tuệ Ba La Mật. Thì cái trí tuệ Ba La Mật chính là cái phương tiện đưa chúng ta tới cái chỗ rốt ráo. Tại vì nếu có trí để quán triệt hết tất cả thì chúng ta sẽ vượt tất cả mọi khó khăn. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mà quý vị tụng đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì nếu mà dịch cái câu đó đó là trí tuệ rộng lớn, Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là viên mãn. Tâm kinh nói về trí tuệ rộng lớn viên mãn. Đó, dịch cái câu đó là vậy. Thế nào là tâm kinh? Tâm kinh là gì? Nếu mà dịch ra tiếng Việt là kinh ruột. Kinh mà mình phải để lòng đó. Kinh đó có một câu à: Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết đế là gì? Dịch tiếng Việt nè: cố gắng, cố gắng, là Yết đế, Yết đế. Ba La Yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba La Tăng Yết đế, cố gắng thêm hơn nữa. Bồ Đề giác ngộ rồi, đến bờ rồi, Ta Bà Ha. Ta Bà Ha là cái câu vui mừng để khen tặng khi chúng ta đến một cái, làm một cái việc gì đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Ví dụ như quý vị tối nay tổ chức lễ hội Quan Âm, mà lễ hội suôn sẻ, mọi chương trình đi vào ngăn nắp, trời quang đãng tốt đẹp không như dự báo, phải không? Và cuối cùng thầy MC sẽ lên nói: hôm nay đạo tràng thắp nến cầu nguyện Quan Âm đã được thập phần viên mãn. Thì cái chỗ viên mãn thập phần đó đó chính là gì? Ta Bà Ha, mừng quá, vui quá. Thật sự ra đó, khi chúng ta chỉ cần hiểu được cái tâm kinh là gì, một chữ không thôi, một chữ không trong kinh đó thôi. Quý vị đọc nguyên bài kinh đó: sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng tức là không, không tức là tưởng. Nhưng mà thay vì ta nói dài dòng vậy, ta nói gọn: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Một công thức đó thôi, rồi bốn câu kế: thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy, gọi là diệt phục như thị. Thay vì phải nói rõ là sắc tức là không, không tức là sắc,
Thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng tức là không, không tức là tưởng. Nói nhiều thứ quá, nói một câu thôi, một công thức thôi. Sắc tức là không, không tức là sắc. Rồi bây giờ anh lấy thọ, tưởng, hành, thức, anh đem vào công thức đó giống nhau. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục, như thị. Vậy thì cái tâm kinh mà quý vị cần nhớ, cái câu ruột mà mình phải cần nhớ trong tâm kinh là gì? Một chữ thôi, không. Mà chữ không này là gì? Không thật có, chớ không phải là không có gì hết. Tiếng Mỹ nó gọi là gì? Not real, chớ không phải là nothing. Nothing là không có gì hết, không phải. Nếu như vậy là đạo Phật nói đâu đúng nè, mày có không? Có. Tại sao nó là không? Nhưng mà cái có này là không thật có. Nếu nó thật có thì nó tươi mãi, nó không chết, phải không? Chính vì nó không thật có cho nên đạo Phật nói là không. Vì không này là không thật có, do duyên sanh mà có, chớ không phải là không có gì hết. You there but not real. Anh có mặt, nhưng sự có mặt này không tồn tại, bất biến, cho nên chúng tôi gọi là không. Đó nói về duyên sinh. Cái không này, ví dụ quý vị nói nè, đây là bình hoa, phải không? Bây giờ Pháp Hòa lấy cái này ra quý vị là cánh hoa, bông, nói từng tên không nói được cái bình hoa. Bây giờ lấy hoa hồng cắm vô, cẩm chướng cắm vô, baby breath này cắm vô, mọi thứ dày, cái kêu là bình hoa. Nhưng đi tìm cái thật thể của bình hoa không có, tại vì giật ra từng cái thì gọi tên khác nhau, chứ không gọi là bình hoa nữa. Vậy thì cái bình hoa là có, nhưng mà nhờ những cái không phải là bình hoa để nó gom vô để gọi là bình hoa. Chớ đi tìm cái bình hoa thì không có. Ví dụ quý vị nói đây là chánh điện. Rồi, bây giờ chánh điện phải không? Giờ chỉ từng món có gì tên chánh điện không nha. Chỉ tượng kêu tượng Phật, chỉ này kêu chuông, chỉ kia kêu mỏ, chỉ nọ tiểu trống. Không có cái gì cái chánh điện hết á. Nhưng mà gom hết mấy cái thứ không phải chánh điện này nè, để chung vô chỗ, rồi chúng ta gọi là chánh điện. Như vậy chánh điện này là có hay không? Có. Nhưng mà có làm sao? Có tạm. Bây giờ lát nữa dọn ra hết, 5 năm sau có cái chánh điện mới thì dọn hết này qua bên kia, cái tự nhiên nhà này thành nhà ăn. Cái lúc đó gọi là gì? Trai đường. Phải không? Như vậy thì cái chữ không trong tâm kinh Bát Nhã muốn nói đó là không phải là không có gì hết, mà là không thật có. Chỉ tất cả đều là tạm có, mà đã là tạm hay là không là do duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì không thật. Cái gì do duyên sanh thì không thật? Ví dụ như đây là cái bàn nè, là do duyên sanh nè. Tại có gỗ, có đinh, có cưa, có mọi thứ để tạm gọi là cái bàn, duyên sinh mà. Bây giờ rã nó ra hết thì không có cái gì kêu cái bàn hết. Đừng đợi nó cháy rụi mới kêu là không. Ngay khi nó còn vẫn thấy nó không. Vì cái không này là không thật có, chỉ do duyên sanh mà có. Người mà nắm được cái then chốt đó, nắm được cái bát nhã đó, chữ bát nhã là trí tuệ đó, nắm được cái trí tuệ đó thì người này sao? Tự tại vô cùng. Cho nên gọi là quán tự tại. Anh không quán, không nhìn sâu, không thấy rõ thì anh không hề có được sự tự tại. Tự tại là gì? Tự tại là sự tự do từ nội tâm mà ra. Ví dụ mình hiểu nè, ôi trên đời này ăn để sống. Nếu nắm được câu đó đi, ăn gì cũng hạnh phúc, ăn trong tự tại. Còn nếu mình quan niệm ôi sống để ăn thì không có món nào mình hạnh phúc hết. Nhưng mà khổ nói, mình nói thôi không quán. Nếu mình chỉ nói cái miệng thôi, mình không quán, không có quán cái câu đó là như thế nào gọi là ăn để sống. Không quán cái kiểu cái đó thì không hề có tự do, mặc dù miệng vẫn nói ào ào.
Mà tâm tư mình không suy nghĩ, không quán chiếu thì không thể nào hiểu được thế nào gọi là ăn để sống. Hay là mình nói nè, mặc để ấm. Nhưng mà mấy người chỉ mặc để ấm, mặc phải lửa. Mà chính cái lửa đó, cái thứ hai đó mới khổ. Chứ còn ngay cái bước đầu mình nói, cho nên nói lặng chuyện, quán lặng chuyện. Quán là gì? Là nhìn cho sâu, tư duy cho kỹ. Khi mà tư duy cho kỹ, nhìn cho sâu rồi thì ô hay quá, trong lòng bây giờ vượt thoát tất cả mọi chướng ngại. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mở câu đầu liền, thấy không? Bồ Tát Quán Tự Tại khi hành thâm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không, ngài liền thoát hết mọi khổ đau, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Chữ độ là gì? Là vượt thoát. Hễ mình còn thấy sắc thọ tưởng hành thức là có thì mình bị nó ràng buộc mình. Sắc là thân tướng này, thọ là cảm nhận, tưởng là mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, thấy không? Hành là sự chuyển biến mọi tâm thức, thức là cái nhận biết. Năm cái đó nó tạo nên cuộc sống con người. Mà chính năm cái này nó có thật không? Không. Nếu mà cảm thọ là thật thì tại sao lát anh vui lát anh buồn kỳ cục vậy? Người ta chọc, người ta nói một câu ngọt cái anh vui là anh thọ vui rồi, rồi người ta chê anh câu cái anh thọ buồn. Thì chính cái cảm thọ này vui buồn bất thường, và chính cái vui bất thường cho nên anh bị nó chìm đắm. Khi mà anh thấy thọ không là thật, thọ là cảm thọ, tại vì người ta nói câu ngọt, rồi cái nhận thức của mình đây là ngọt, rồi mình cũng nghe ngọt, ba cái đó hợp tác nhau cái vui. Mình có lỗ tai, rồi mình nhận định, cái thức là cái nhận định, phân biệt đây là lời khen. À, rồi có cái tiếng khen, có cái chỗ để mình nghe tiếng khen, rồi có cái phân biệt, cho nên rồi mình nói vui. Thử thời bây giờ, một cái người là lỗ tai bị lãng, bị điếc, tiếng vẫn có, mà họ không, cái này họ nghe được, họ có buồn không? Họ không buồn, vì họ có nghe được gì đâu mà buồn. Mà không nghe được thì không phân biệt, cho nên họ bình an. Như vậy rõ ràng, tại vì mình có cái lỗ tai, có cái tiếng, có phân biệt, phải không? Cho nên buồn, vui. Mà buồn, vui là do tại mình. Phóng qua ví dụ như á, mình là người miền Nam thì cái chữ mụ nghe nó nặng lắm. Nhưng mà nếu người Huế á, cái chữ mụ nó bình thường, không chừng là tôn trọng nữa. Chào mụ, mụ đi mô rứa. À, thì tiếng Việt mình là nghe mụ là nặng lắm. Cũng cái chữ mụ mà tại sao với người miền Nam thì người ta không thích, mà người Huế thì người ta thích. Như vậy thì cái bản chất cái tiếng đó nó có gì nặng nhẹ không? Cái chữ mụ giống nhau, viết giống nhau, không hề có nặng nhẹ trong chữ mụ. Nhưng mà tại vì chúng ta chấp chữ mụ nặng nhẹ, cho nên rồi chúng ta khổ. Mà chúng ta vượt được và chúng ta quán, trời ơi cũng lãng tiếng thôi mà, quán thấy cái đó cũng là một tiếng thôi thì vượt hết tất cả mọi khổ. Trên Bát Nhã Tâm Kinh hay vô cùng. Tại sao ngày nào tụng kinh cũng phải tụng Bát Nhã? Vì cuộc sống mà không có trí tuệ, chữ Bát Nhã là trí tuệ nha, cuộc sống mà không có trí tuệ Bát Nhã là cuộc sống khổ đau. Vì anh nhìn đâu anh cũng dính hết, anh nghe gì anh cũng dính hết. Mà hãy anh có được cái Bát Nhã đó thì anh vượt thoát thôi. Cho nên cuối cùng thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, là chú tối thượng, là chú không gì bằng, là chú vượt tất cả khổ. Nói thiệt không có nói dối. Câu chú này là gì? Yết đế, yết đế. Nghe cũng khủng hoảng lắm, nhưng mà tới hồi dịch cái câu đó ra là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến bờ bên kia rồi, vui mừng vô cùng. Vậy thôi. Giống như mà mình đi còn có 3 bước nữa, cố gắng lên, cố gắng lên. Tới rồi, cái quý vị thấy người ta chạy marathon không? Chạy marathon đâu có được chạy nhanh, chạy từ từ, từ từ, gần đến đích mới dùng hết sức chạy để cho nó tới. Chừng đó giơ tay lên mừng là mình đã thành công được cái chạy marathon này. Đạo hữu chú hiểu được cái chỗ đó. Quý vị muốn rõ về Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị tìm lại cái bài Pháp Hòa nói: thuyền tuệ sang sông,
Cái đời tựa của cái bài Bát Nhã Tâm, giải chú giải về Bát Nhã Tâm Kinh là thuyền tuệ sang sông.